chàng rể đại gia, Chu Dương. Trường 541, tiệc mừng công bắt đầu. Chu Dương mặt không biểu cảm nhìn ba người vẻ mặt sợ hãi đang đứng trước mặt, trong lòng nghĩ đến những nơi rất xa, rồi lại nghĩ đến rất nhiều người. Mấy ngày gần đây ở thành phố Liễu, sống thật không yên ổn chút nào. Đầu tiên là một người tự xưng là hạo ca đến gây sự với anh, rồi lại có khổng huy đằng sau lưng oán hận anh. Hôm nay, anh còn đánh lùi được giang phong của giang gia, riêng ba người đó thôi đã có đủ động cơ để cử người theo dõi anh rồi ngoài ra trong đầu chu dương còn nghĩ đến một người vương vĩ nếu đúng như diệp phương nói vương vĩ có dã tâm của ông ta thì tiệc mừng công tối nay nếu anh không ở đó thì đó sẽ là một cơ hội rất tốt cho ông ta nhưng để đảm bảo không tổn hại gì ông ta nhất định sẽ cử người theo dõi anh liên tục cập nhật hành tung của anh tránh bản thân anh đột nhiên quay về khách sạn làm hỏng kế hoạch của ông ta nói đi ai cử các người đến vậy chu dương mặt không biểu cảm nói trong tình cảnh hiện tại vẫn có thể cử người theo dõi anh cũng chỉ có mấy người đó thôi nhưng mà mấy người này không phải là anh không thể ra tay mà là không cần thiết tạm không nói đến giang phong đang mất tâm mất tích vương vĩ khổng huy còn cái tên tự xưng là hảo ca kia cũng không đáng để anh làm như vậy chu tổng chúng tôi đều là người vương tổng cử đến chúng tôi không có ác ý Hãy tha cho chúng tôi. Trong đó có một người vẻ mặt khẩn thiết cầu xin, hai người còn lại thì lia lịa gật đầu, trên mặt hiện rõ vẻ sợ hãi và lo lắng. Dẫu sao thì danh tiếng của Chu Dương bọn họ ít nhiều cũng từng nghe đến, không vừa ý một cái là lập tức động thủ, một người như vậy, thật khó để bọn họ không cảm thấy sợ hãi. Nếu như Chu Dương mang trong lòng sự nghi ngờ bọn họ theo dõi anh, trực tiếp ra tay thì ba người bọn họ đến cả đường đánh trả cũng không có thậm chí bị Chu Dương đánh cho một trận tơi bời, cũng chỉ biết câm nín, có nỗi khổ mà chẳng thể nói ra. Dẫu sao thì bọn họ cũng là đám người đầu tiên theo dõi Chu Dương, bị phát hiện thì giáo huấn cho một trận cũng là chuyện bình thường, người khác cũng không nhìn ra vấn đề gì. Còn khai cả Vương Vĩ ra thì còn gì đáng nói đâu chứ? Ba người bọn họ đều đã bị phát hiện rồi, còn bị lôi đến trước mặt Chu Dương, tầm này không thành thật khai báo, mà còn muốn che giấu lẽ nào định đợi vương vĩ đến cứu bọn họ chắc hơn nữa bộ dạng chu dương thế này lẽ nào trong lòng không có tí chuẩn bị nào sao ban nãy bọn họ nhắc tới vương tổng chu dương mặt vẫn không cảm xúc điều này còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao chu tổng vương tổng định ra tay trong bữa tiệc mừng công tối nay chúng tôi theo dõi anh cũng chỉ là để báo cáo hành tung của anh thôi để vương tổng có thời gian hoàn thành việc của mình không bị anh làm phiền chúng tôi thực sự không có ác ý Người đó nói tiếp. Ba người đứng trước mặt Chu Dương, hai chân run cầm cập, người cũng đung đưa, giọng điệu khi nói chuyện cũng không gãy gọn, có hơi lắp bắp. Bọn họ lo lắng chứ, sợ Chu Dương đột nhiên ra tay với bọn họ. Vương Vĩ à, quả nhiên là ông ta. Audio điện tử võ tấn bền. Lý Nhí nói một câu, Chu Dương lại nhìn thời gian, giờ đã là 8 giờ tối rồi. Mà tiệc mừng công mới vừa bắt đầu, dựa vào tình hình chuẩn bị của bên khách sạn thì bữa tiệc mừng công bây giờ mới vừa bắt đầu thôi khách cũng mới chỉ ngồi vào chỗ anh dương chúng ta phải về rồi sao vì sao khi nhìn xong biểu cảm lại có chút không đúng hắn lý nhí hỏi lần này đến khu vui chơi cơ hội hiếm có đặc biệt là với rocket girl các cô thì lại càng khó đối với bản thân tôi hiểu manh mà nói có thể cùng chu dương đi khu vui chơi quả thực là một việc rất khó hơn nữa Bọn họ vừa mới vào, cũng chỉ mới ngồi được một trò đu quay ngựa gỗ. Sau khi xuống thì đã thấy Chu Dương và Nghiêu Xuyên đang thẩm vấn ba người đàn ông, trong lòng không khỏi thấy khó chịu. Những người còn lại cũng lần lượt đi lên, nhìn ba người đàn ông này, ánh mắt cũng rất khó chịu. Vốn dĩ tối hôm nay bọn họ đã lên kế hoạch hết rồi, đầu tiên sẽ chơi thật đã trong khu vui chơi này, sau đó đi ăn cơm. Dù sao thì, nhiều người tụ họp lại với nhau như vậy, cũng là một dịp hiếm có nhưng mà bây giờ, có vẻ không được rồi. Ừ, anh nghĩ giờ chúng ta phải quay về khách sạn thôi, nếu không, có thể Vương Vĩ sẽ làm hỏng chuyện thật đấy. Hay là các em cứ ở đây chơi đi, anh bảo Xuyên Tử ở đây chơi với các em. Chu Dương nhìn mọi người, nhìn thấy một sự thất vọng nhẹ trên gương mặt bọn họ, trong lòng cũng thấy ái ngại, mà phần lớn là cảm giác ái náy. Đặc biệt là đối với Tạ Linh Ngọc. Đáng nhẽ hành trình đến tỉnh Tương Tây lần này, mục đích ban đầu của anh là cùng tạ linh ngọc ra ngoài chơi một bữa để thả lỏng tinh thần nhưng mà mấy tháng nay các sự việc cứ nối tiếp nhau xảy ra khiến anh bận đến nỗi không thể thu xếp được đừng nói là cùng tạ linh ngọc đi chơi đến cả thời gian hai người ở riêng với nhau đã ít lại càng ít thôi bọn em cùng về với anh anh không ở đây thì còn gì vui nữa nhưng mà chu dương vừa nói dứt lời mọi người đều lắc đầu ngữ khí của thẩm bích quân lại càng giàu dĩ nhìn chu dương trách móc rồi lập tức đi về mấy người còn lại thấy vậy cũng lần lượt đi theo còn tấm vé trong tay bọn họ đối với họ mà nói cũng chẳng đáng để nhắc tới có mấy trăm tệ bạc căn bản là không đáng để để bụng hơn nữa tấm vé vào cửa này là chu dương mua không liên quan gì đến bọn họ đi thôi các người cũng đi theo đừng hòng bỏ trốn chu dương gật đầu lạnh lùng nói với ba tên theo dõi anh anh không lo bọn họ sẽ bỏ trốn, cho dù bọn họ có ý định đó thì cũng chẳng làm được. Đừng nói là anh vẫn còn ở đây, chỉ riêng có Nghiêu Xuyên thôi, đã đủ để dập tắt khả năng bỏ trốn của bọn họ rồi. Đoàn người đi nhanh về khách sạn, đại khái cũng phải mất gần nửa tiếng. Mà nửa tiếng đồng hồ này, có thể xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Khách sạn thành phố Liễu, hội trường tầng 2. Lúc này, ở đây đã được Vương Vĩ bao chọn rồi. Vương Vĩ cũng hào phóng thật, hiếm thấy một lần mà bao chọn cả tầng 2, dùng để tổ chức một buổi tiệc chúc mừng chi nhánh thành phố Liễu khai trương thành công. Lần này, tham gia tiệc mừng công, ngoài những đối tác kinh doanh, còn có những nhân viên quản lý cấp trung và tất cả công nhân viên của chi nhánh thành phố Liễu, bất luận là những nhân viên sau này sẽ làm việc tại chi nhánh thành phố Liễu hay những nhân viên thời gian này tất bật chuẩn bị cho sự kiện khai trương cửa hàng mới đều tham gia. Hội trường tầng 2, đèn hoa rực rỡ, tiếng người cười nói ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Còn chưa đến 8 giờ, mọi người gần như đã đến đủ. Ngoại trừ Vương Vĩ, một vài đối tác như Diệp Phương gia, cả hội trường đều ngồi chật kín. Ha ha, đúng là thoải mái, không ngờ Vương Tổng hào phóng thế, bao luôn cả một tầng. Tất nhiên rồi, các anh nghĩ xem, chi nhánh ở thành phố Liễu này đã trở thành cỗ máy kiếm tiền rồi, nhìn cửa hàng trụ sở chính ở trường xa thì biết, bao hết một tầng này đáng bao tiền, chắc chắn là chả mất bao lâu, Vương Tổng sẽ có thể kiếm lại được hết. Lần này, lẽ nào chỉ là buổi tiệc mừng công thôi sao? Các anh nói xem, Vương Tổng liệu có giải thưởng gì không? Giải thưởng, lẽ nào anh nghĩ Vương Tổng sẽ phát cho chúng ta mỗi người một cái phong bao lớn nữa à? Ha ha, cũng không phải không có khả năng, tôi nhớ lúc trước ở Đông Hải, Chu Tổng cũng từng làm như thế, phát cho mỗi người tham gia các dự án một phong bao lớn, chỗ đó tương đương với hai tháng lương đó ha ha, ơ, mà sao Vương Tổng vẫn chưa tới nhỉ? Vẫn chưa đến giờ mà, chắc sắp rồi. Xuyệt, Vương Tổng đến rồi, nhìn đi kìa. chương 542, phát tiền 1. 8 giờ tối, cánh cửa sảnh tiệc mở ra, Vương Vĩ, Diệp Phương và mấy người cộng sự cùng bước vào. Bởi vì mấy người chu dương, thẩm bích quân không tham gia bữa tiệc, do đó khi đám người Vương Vĩ vừa xuất hiện, lập tức thu hút tất cả sự chú ý của mọi người ngay cả diệp phương ở bên cạnh cũng không lấn át được sức hút tỏa ra trên người vương vĩ dẫu sao chưa nói đến những thứ khác chỉ nói đến việc bữa tiệc chúc mừng hôm nay đã bao trọn cả một tầng mà vương vĩ chính là chủ nhân của bữa tiệc dĩ nhiên chi phí cũng là một mình ông ta bỏ ra suy cho cùng nếu so sánh với việc chi nhánh thành phố liễu đã được thành lập thì số tiền bỏ ra trong bữa tiệc này cũng chẳng đáng là bao ánh mắt của mọi người trong sảnh tiệc nhìn vương vĩ cũng hết sức tự hào trong những ánh mắt này, ngoài tôn kính còn có sự ngưỡng mộ. Ánh mắt như vậy, trước đây Vương Vĩ căn bản không dám nghĩ tới. Trước đây chỉ khi nhìn Chu Dương, ông ta mới để lộ ánh mắt như vậy. Vừa nghĩ tới việc hôm nay bản thân ông ta cũng có thể giống như Chu Dương, nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, trên mặt Vương Vĩ không kiềm chế được liền nở nụ cười. Đám người Vương Vĩ nhanh chóng đi xuyên qua phòng khách, đến gần bàn tiệc số 1 bên trong. Bàn số một này là để chuẩn bị cho bọn họ, vừa đủ chỗ cho 8 người. Vốn dĩ, nếu đám người Chu Dương, Thẩm Bích Quân tham gia bữa tiệc chúc mừng này, vậy thì bàn số 1 chắc chắn phải có vị trí của họ. Thế thì tương ứng với việc những người cộng sự như bọn họ phải ngồi ra những bàn ở phía sau. Nếu thật sự như vậy thì trong lòng một số người chắc chắn sẽ không thoải mái. Mọi người đều là cộng sự hợp tác với nhau, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải ngồi ở phía sau chứ? Nhưng bây giờ, đám người Chu Dương không tham gia tiệc chúc mừng, vậy thì tám người bọn họ vừa vặn toàn bộ đều ngồi ở bàn số 1, thu hút sự chú ý của đám nhân viên. Các vị, tối nay là bữa tiệc chúc mừng chi nhánh chúng ta khai trương thành công tốt đẹp, tất cả nhân viên chi nhánh đều tham gia, mọi người cũng không cần băn khoăn gì cả, nên ăn thì cứ ăn, nên uống thì cứ uống, sau này cơ hội như thế cũng không phải thường xuyên, ha ha, mọi người đừng nhìn tôi mãi như vậy, ăn đi. Vương Vĩ ngồi ở bàn số 1, dẫn đầu bưng ly rượu đứng lên, lớn tiếng nói với mọi người. Lần này trong tiếng cười của ông ta tràn đầy sự vui mừng và đắc ý. Tối nay không có Chu Dương và Thẩm Bích Quân, cũng không có người của tổng bộ công ty danh dương, như vậy nơi này là do ông ta định đoạt. Ông ta không cần kiêng nể bất kỳ ai mà nói ra tất cả những ý tưởng trong đầu mình, sau đó nhìn xem ai đồng ý, ai phản đối. Người đồng ý thì tất nhiên là tốt, mọi người cùng nhau phát tài cùng nhau phát triển chi nhánh thành phố Liễu lớn mạnh. Người phản đối thì chỉ có thể nói lời xin lỗi rồi mời ra khỏi đây. Nghĩ tới đây, Vương Vĩ vô thức nước nhìn bảy người cộng sự còn lại. Mục tiêu của ông ta tối nay chính là mấy người cộng sự này, mà trong đó mục tiêu chủ yếu nhất chính là Diệp Phương cổ đông lớn thứ hai của công ty. Nếu Vương Vĩ có thể lôi kéo và có được sự ủng hộ của Diệp Phương, vậy thì ông ta gần như chẳng cần làm điều gì khác cũng có thể quyết định mọi việc, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối ở chi nhánh thành phố Liễu. Khi đó, cho dù trụ sở chính của công ty Danh Dương có phái người đến dò xét, cũng chẳng làm được gì. Tuy nhiên, nếu Vương Vĩ không thể lôi kéo Diệp Phương đứng về phía mình, thậm chí Diệp Phương chủ động phản bác ông ta, vậy thì mục tiêu thứ nhất của Vương Vĩ là đoạt lại toàn bộ quyền lực và cổ phần trong tay Diệp Phương. Vương Vĩ mở lời, mọi người cũng không để ý gì nhiều, liền vui vẻ ăn uống no say toàn bộ sảnh tiệc lúc này ồn áo náo nhiệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người cũng đã dùng bữa no nê, trên bàn ăn lúc này cũng chỉ còn một ít cơm thừa canh cạn. Trên khuôn mặt của những người tham gia buổi tiệc đều vui mừng hớn hở, cặp mắt sáng rực lên, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về bàn số 1. Đặc biệt là Vương Vĩ. Mọi người đều biết, Vương Vĩ là cổ đông lớn nhất của chi nhánh thành phố Liễu, tiếng nói của ông ta có trọng lượng nhất. Mà bữa tiệc hôm nay, chẳng lẽ chỉ đơn giản là một bữa tiệc chúc mừng thôi sao? Trong lòng mọi người vẫn cảm thấy ít nhất Vương Vĩ vẫn nên bày tỏ một chút gì đó. Dẫu sao, chi nhánh thành phố Liễu cũng là chi nhánh thứ hai mà công ty danh dương mở ở tỉnh Tương Tây. Nếu không tính đến cửa hàng trụ sở chính ở Trường Sa thì chi nhánh thành phố Liễu là chi nhánh hàng đầu của tỉnh Tương Tây, có tầm ảnh hưởng và địa vị không tầm thường. Vương Vĩ khẽ gật đầu, hài lòng trước phản ứng của mọi người. Ha ha xem ra mọi người cũng đã ăn uống no say vậy thì nên bắt đầu tiết mục thứ hai ngay thôi vương vĩ cười nói rồi gật đầu với người trợ lý ở bên cạnh người trợ lý ngay lập tức cầm điện thoại gọi cho ai đó mọi người chố mắt nhìn nhau thắc mắc không hiểu rốt cuộc vương vĩ có ý đồ gì chẳng lẽ vương vĩ còn chuẩn bị một vài tiết mục khác két két đột nhiên cánh cửa sảnh tiệc bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài ngay sau đó có ba người đẩy ba chiếc xe nhỏ đi vào trên ba chiếc xe đẩy nhỏ đều bao phủ một tấm vải trắng ba người phục vụ đẩy ba chiếc xe đến bên cạnh vương vĩ đây là cái gì đúng vậy chẳng lẽ vương tổng gọi thêm đồ ăn hà không biết trông có vẻ bí ẩn chắc không đơn giản là đồ ăn đâu cứ xem trước đi đã nói không chừng có bất ngờ thú vị thật sự không biết trong lòng vương tổng có ý đồ gì nhìn ba chiếc xe đẩy đi lướt qua mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn theo ba chiếc xe nhỏ. Cuối cùng ánh mắt của mọi người lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào Vương Vĩ. Mở ra đi. Vương Vĩ khẽ gật đầu, rất hài lòng với phản ứng của mọi người, thản nhiên nói. Người trợ lý thẳng tay vén ba tấm vải trắng bao trùm trên ba chiếc xe đẩy. Chỉ là khi tấm vải trắng trên chiếc xe thứ nhất được vén lên, để lộ thứ đồ vật ở trên xe. Ngay lập tức, mọi người trong sảnh tiệc đều trầm mặc không chỉ đám nhân viên, thậm chí là mấy người cộng sự, bao gồm cả Diệp Phương cũng im lặng như tờ. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào thứ đồ trên chiếc xe, cặp mắt rực sáng, sắc mặt đỏ bừng bừng, hưng phấn kích động, không nói nên lời. Diệp Phương và mấy người cộng sự còn lại đều liếc nhìn Vương Vĩ. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cũng đoán ra được một vài nguyên nhân, ánh mắt nhìn Vương Vĩ, nhất thời trở nên khác lạ. Ồ, khoảng tầm một phút sau, Mới có người hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào chiếc xe, lớn giọng nói. Không ngờ Vương Tổng lại hào phóng thế. Đúng vậy, ai cũng không ngờ, Vương Tổng lại để nhiều tiền trên chiếc xe đẩy đựng đồ ăn như vậy. Đây là bao nhiêu nhỉ? Không biết, có điều nhìn số lượng chắc khoảng tầm một triệu tệ. Một triệu ư, anh cũng quá coi thường Vương Tổng rồi đấy. Một triệu tiền giấy nặng khoảng tầm 12 kg, chiếc này xe đẩy thức ăn này một lúc có thể chịu được trọng lượng sắp xỉ 50 kg tôi thấy ở đây cũng phải tầm 4 triệu tệ. Chiếc xe đẩy này có 4 triệu, vậy những chiếc xe khác chẳng lẽ cũng có 4 triệu sao? Nói như vậy, đây không phải là có 12 triệu tệ à? Cứ coi như cho chúng ta mỗi người một ít thì mỗi một người cũng có thể nhận được mấy chục nghìn tệ. Vương Tổng Hào phóng quá. chương 543, Phát tiền một Đôi mắt mọi người sáng rực lên, nhìn đống tiền trên chiếc xe đẩy, ngay cả hít thở khó khăn. Không ai ngờ, Vương Vĩ lại đặt nhiều tiền trên chiếc xe bình thường chuyên đẩy đồ ăn như vậy. Tiền giấy đỏ au, giống như viên ngọc đẹp không tì vết, đặt trên xe thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Cùng lúc này, mọi người cũng dồn sự chú ý về hai chiếc xe còn lại. Thứ được đặt trên chiếc xe đầu tiên đều là tiền, vậy chiếc xe phía sau thì sao? Trợ lý không do dự, trực tiếp vén lần lượt tấm vải máu trắng trên chiếc xe thứ hai, thứ ba. Xẹt. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều trầm trồ kinh ngạc. Tiền, toàn bộ đều là tiền. Tiền giấy đỏ ao, đặt trên ba chiếc xe, đã trở thành sự tồn tại trói mắt nhất của cả sảnh tiệc. Ha ha, đây là 9 triệu 900 nghìn, tiền tôi thưởng cho mọi người. Vương Vĩ rất hài lòng với biểu hiện của mọi người, khẽ cười nói. Dường như 9 triệu 900 nghìn này trong mắt ông ta, căn bản không là gì. Ban đầu mọi người cũng chỉ đoán phía trên ba chiếc xe đẩy này rốt cuộc có bao nhiêu tiền, không ai hay biết, trong lòng cũng không có một con số nhất định. Nhưng bây giờ, đột nhiên Vương Vĩ nói ở đây có 9 triệu 900 nghìn tệ, mỗi chiếc xe là 3 triệu 300 nghìn tệ. Con số trực quan như vậy, khiến mọi người hết sức kinh ngạc, khó hô hấp, nhìn những tờ tiền giấy này, đôi mắt liền sáng rực, chỉ hận không thể xông lên đem toàn bộ số tiền này nhét vào túi mình ngay lập tức. Nhưng lúc này, Đám người Diệp Phương lại có sắc mặt khác lạ. Có người nhìn Vương Vĩ, lộ ra nét mặt suy tư. Có người nhìn Vương Vĩ, rồi lại nhìn mọi người ở sảnh tiệc, nét mặt như vừa hiểu ra điều gì đó. Còn sắc mặt Diệp Phương lại có vẻ u ám. Trước đây cô đúng là luôn đề phòng Vương Vĩ, cũng biết Vương Vĩ có dã tâm, thậm chí là muốn thoát khỏi kiểm soát của tổng bộ công ty Danh Dương, để nắm giữ quyền lợi tuyệt đối ở chi nhánh thành phố Liễu. Nhưng chính vào lúc nãy khi vừa lấy 9 triệu 900 nghìn này ra, Diệp Phương liền biết, suy đoán của mình đối với Vương Vĩ trước đây, đã hoàn sai lầm. Có lẽ chỉ đúng một chút, đó chính là Vương Vĩ quả thực có dã tâm, muốn nắm giữ quyền lực ở chi nhánh thành phố Liễu. Nhưng Diệp Phương không ngờ, dã tâm của Vương Vĩ lại lớn đến như vậy. Đây là 9 triệu 900 nghìn, không phải 99 nghìn, cũng không phải 999 nghìn. Phải biết rằng, từ kế hoạch xây dựng ban đầu đến khai trương thành công chi nhánh thành phố Liễu như bây giờ, tất cả chi phí cũng không đến 8 triệu. 9 triệu 900 nghìn này lấy ra toàn bộ cũng đủ để mở thêm một chi nhánh khác. Nhưng Vương Vĩ lại lấy số tiền này muốn phân chia cho tất cả nhân viên tham dự bữa tiệc. Có ý đồ gì đây? Không chỉ muốn nắm trong tay chi nhánh thành phố Liễu, mà còn muốn biến chi nhánh thành phố Liễu thành công ty của riêng ông ta. Vương Vĩ muốn làm ăn riêng, muốn thoát khỏi sự giam cầm của tổng bộ công ty danh dương. Lẽ nào sau lưng Vương Vĩ có người khác tồn tại, là bọn chúng sai khiến Vương Vĩ làm như vậy? Diệp Phương không rõ, nhưng cô biết tình hình hiện tại vô cùng bất lợi với mình. Hôm qua cô đặc biệt đến phòng Chu Dương, nói rõ với Chu Dương về giã tâm của Vương Vĩ, nhắc Chu Dương cẩn thận đề phòng ông ta. Mà lúc đó, ở ngoài mặt Chu Dương gật đầu đồng ý, thể hiện mình đã biết, sẽ đề phòng Vương Vĩ. Nhưng cho đến bây giờ, Chu Dương vẫn không có bất cứ hành động gì. Thậm chí một nơi dễ để cho Vương Vĩ gây rối như buổi tiệc tối nay, Chu Dương cũng không tham gia, mà giao cho một mình Vương Vĩ tổ chức. Phiền phức rồi. Trong lòng Diệp Phương nhất thời rối bời, cô không ngờ mình đã nói với Chu Dương nhiều như vậy, anh lại thờ ơ không quan tâm. Có điều, nhìn tình hình trước mắt, Vương Vĩ muốn có được sự ủng hộ của tất cả đối tác e là hơi khó. Đi một bước nhìn một bước vậy, Diệp Phương không có cách nào hay hơn nên chỉ có thể như vậy. Ha ha, ở đây có 300 người, 9 triệu 900 nghìn này tôi sẽ dùng hình thức rút thưởng để phát ra, đợi lát nữa tôi sẽ phát thẻ số cho mọi người. Vương Vĩ vừa cười vừa nói, ánh mắt đương nhiên là đang nhìn biểu cảm của mấy người cộng sự, trong lòng lập tức thấy hả hê. Nhìn bộ dạng mấy người này rất thức thời, cũng đoán được suy nghĩ của mình. Mà bây giờ bọn họ không làm loạn chứng tỏ bọn họ cũng đang chờ đợi tốt nhất là như vậy, đợi lát nữa bản thân có thêm sức mạnh sẽ nói ra yêu cầu của mình. Thoáng chốc, trợ lý của Vương Vĩ đã phát xong thẻ số. Thật ra thẻ số này cũng rất đơn giản, mỗi bàn đều có chữ số, giống như chỗ đám người Vương Vĩ ngồi chính là bàn số 1, vậy người ở bàn này, con số cũng là bắt đầu từ 1. Mà ở một bàn có tổng cộng 8 người, vậy số phía sau chính là 1 đến 8. Ví dụ thẻ số của Vương Vĩ chính là 11 có điều bọn họ không tham gia rút thưởng, vì thế với bọn họ mà nói không có ảnh hưởng gì. Ha ha, của tôi là 68, chứng tỏ tôi sắp phát tài rồi. Hừ, của tôi là 58 nè, còn phát tài hơn. Tiêu rồi, của tôi là 44, lẽ nào tôi phải nghỉ chơi. Mọi người đang nhìn thẻ số mà mình lấy được, lập tức bàn tán sôi nổi, nhưng xét cho cùng, ánh mắt của mọi người vẫn đặt ở đống tiền giấy trên ba chiếc xe kia, không hề dịch chuyển. 9 triệu 900 nghìn này, nếu chia đều thì mỗi người bọn họ đều có thể có được hơn 30 nghìn tệ, đây không phải một số tiền nhỏ. Đối với người làm công ăn lương như bọn họ mà nói, cũng coi như tiền lương nửa năm rồi, đủ để bọn họ hưởng thụ thoải mái. Bắt đầu đi! Vương Vĩ lên tiếng ra lệnh, cuộc rút thăm trúng thưởng chính thức bắt đầu. Thoáng chốc, giải thưởng đã rút xong toàn bộ. Lần này trong 9 triệu 900 nghìn, riêng giải nhất có 10 người, mỗi người đều có 100 nghìn tệ. Giải 2, có 20 người, mỗi người đều có 80.000 tệ. Giải 3, tổng cộng 50 người, mỗi người 50.000 tệ. Số tiền còn dư, phân phát toàn bộ cho những người còn lại, chia đều mỗi người cũng có thể nhận được hơn 15.000 tệ. Ha ha, tôi trúng thưởng rồi, là giải nhất 100.000 đó, ha ha. Tôi còn cho rằng số 44 là tiêu đời rồi chứ, không ngờ đây mới là điều may mắn. Hai, tôi 58 cũng chỉ được giải 3, tiếc quá. Mẹ, tôi 88 không có gì cả, đúng là gặp quỷ rồi. Chấm. Toàn bộ giải thưởng đều đã rút, 9 triệu 900 nghìn được phát hết cho mọi người. Tất cả nhân viên đều vui mừng phấn khởi, cho dù có nhiều người không trúng thưởng, nhưng suy cho cùng số tiền này cũng là được cho không, có được là tốt lắm rồi, hơn nữa cho dù không trúng thưởng, cũng được chưa hơn 10 nghìn, ngang với tiền lương 3 tháng của bọn họ, cũng coi như thỏa mãn rồi. Cơm no rượu say, tiền thưởng cũng nằm trong tay thời gian thoáng cái đã đến 9 giờ. Mọi người cũng bắt giải tán dần. Nhưng trên gương mặt mỗi người đều tràn ngập sự vui sướng. Đợi đến lúc mọi người đều đã đi hết, trong sảnh tiệc chỉ còn lại 8 người ở bàn số 1. Vương Vĩ nhìn bảy cộng sự khác, trong lòng có phần đắc ý. Một loạt hoạt động vừa nãy, thậm chí là cả 9 triệu 900 nghìn kia, cũng đã khiến những đối tác này khiếp sợ. Dẫu sao, muốn hoàn thành kế hoạch của mình ở chi nhánh thành phố Liễu, buộc phải nắm được quyền lực tuyệt đối, nếu có thể, ông ta còn muốn thu hồi tất cả cổ phần của mọi người. chương 544, ai tán thành, ai phản đối. Ngay từ lúc bắt đầu, Vương Vĩ quả thực không có nhiều vốn như vậy. Số vốn ban đầu trong kế hoạch xây dựng chi nhánh của thành phố Liễu là do 8 người bọn họ cùng xoay sở. Nhưng bây giờ thì khác, Vương Vĩ có người hỗ trợ, nguồn vốn cung ứng ổn định, vì vậy ông ta có thể tăng cường hơn thế lực của mình. Nhất là sau khi có tham vọng, niềm tin kiểm soát được toàn cục lại càng mạnh mẽ hơn. Ha ha, không ngờ Vương tổng lại quyết đoán như vậy, gần chục triệu tệ, nói tặng liền tặng ngay. Ha ha, trước khi cùng góp vốn xây dựng chi nhánh thành phố Liễu, chúng tôi chưa từng thấy Vương tổng hào phóng như thế, lẽ nào Vương tổng phát tài ở đâu rồi? Vậy đừng quên anh em chúng tôi đấy, ha ha. Không biết Vương tổng giữ chúng tôi lại là có chuyện gì, tiệc chúc mừng đã kết thúc rồi, chúng ta nên về thôi bắt đầu từ ngày mai, chi nhánh thành phố Liễu đã đi về đúng quỹ đạo, nên lập kế hoạch kinh doanh cho tốt, không thể tùy tiện nữa. Đám người Diệp Phương cười nói, ánh mắt liên tục nhìn về phía Vương Vĩ, muốn nhìn xem hôm nay Vương Vĩ rốt cuộc có chủ ý gì. Dù sao, 10 triệu tệ này lấy ra, cho dù là bọn họ, e rằng cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Càng chưa nói tới, Vương Vĩ lại tặng thẳng 10 triệu này đi. Nếu như đổi lại là bọn họ, không một ai có thể làm được cho dù là Diệp Phương, cô cũng làm không được. Đây dù sao cũng là 10 triệu tệ, số tiền này có thể thành lập thêm một chi nhánh mới, cô không thể cứ như vậy mà lấy thẳng ra phân phát cho nhân viên. Hơn nữa, những nhân viên này không phải toàn bộ đều đang làm việc tại các chi nhánh của công ty Danh Dương, có rất nhiều người đều là nhân viên thời vụ chỉ làm thuê trong mấy ngày này. Vương Vĩ Hào phóng như vậy, Diệp Phương cho rằng bản thân làm không được. Vì vậy bây giờ cô vô cùng quan tâm tới suy nghĩ và kế hoạch của Vương Vĩ, đồng thời cũng rất lo lắng. Dù sao, một người có thể tặng 10 triệu tệ cho người khác, nhất định đã làm được một việc lớn. Ha ha, không có gì, 10 triệu tệ thôi mà, không đáng bao nhiêu, chỉ là hôm nay tôi quả thực có một số việc, muốn nói với mọi người, cần hỏi ý kiến của mọi người. Vương Vĩ cười nói, ánh mắt không ngừng quan sát gương mặt của bảy người kia, nét mặt mang ẩn ý sâu xa. Ồ không biết vương tổng rốt cuộc có chuyện gì, cứ nói thẳng ra đi. chúng ta đều là cộng sự hợp tác làm ăn với nhau, còn có lời gì không thể nói chứ? một người công sự tên là đinh tuấn phong cười nói, hắn đưa tay xoa vào cái bụng béo phệ của mình, cười vô cùng tự nhiên thoải mái, như thể việc gì cũng có thể đưa ra để mọi người cùng thương lượng. diệp phương nhìn đinh tuấn phong, người này là cổ đông lớn thứ ba, cổ phần trong tay so với cô chỉ ít hơn một chút. nếu hắn và vương vĩ hợp tác cho dù Diệp Phương có liên kết hợp tác với những cộng sự còn lại, cũng không có cách nào tạo ra ảnh hưởng gì đối với Vương Vĩ. Được, vậy tôi sẽ nói thẳng, chi nhánh thành phố Liễu là cửa hàng nhượng quyền của công ty Danh Dương, trên thực tế đã có thể được coi như một công ty, nhưng tôi muốn hỏi mọi người, lẽ nào mọi người thực sự bằng lòng để công ty của mình tiếp tục chịu sự khống chế kìm hãm của trụ sở chính công ty Danh Dương sao? Khi nói ra những lời này, nét mặt Vương Vĩ đột nhiên trở nên nghiêm túc, đôi mắt giống như lưỡi dao sắc bén, không ngừng dò xét biểu cảm của từng người. Mọi người thầm kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an. Những lời này của Vương Vĩ đều có ẩn ý, không cần nói ra hết cũng biết. Lúc này, mọi người mới thực sự hiểu rõ những hành động lúc trước của Vương Vĩ. Ngay cả 10 triệu tể kia tặng thẳng đi, mọi người cũng đột nhiên hiểu ra. Vương Vĩ làm vậy có ý đồ khác, ông ta muốn chi nhánh thành phố liễu độc lập, không chịu sự hạn chế của công ty danh dương. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng nhau hợp tác, loại bỏ toàn bộ ảnh hưởng của trụ sở công ty Danh Dương, của Chu Dương, của Thẩm Bích Quân đến chi nhánh thành phố Liễu, cứ như thế, chi nhánh thành phố Liễu sẽ hoàn toàn là của chúng ta, không còn chịu sự hạn chế của trụ sở chính nữa. Mà chúng ta tất nhiên sẽ càng có sức mạnh hơn. Lời của tôi đã nói xong, ý nghĩa trong đó có lẽ mọi người đều đã biết, ai tán thành, ai phản đối? Vương Vĩ nói xong, mỉm cười dựa vào ghế, hai tay vuông góc với mặt bàn, mỉm cười nhìn mọi người. Ông ta biết bản thân đột nhiên nói những lời như vậy quả thực khiến người khác khó mà chấp nhận được ngay lập tức. Tuy nhiên không chấp nhận cũng phải chấp nhận, đây là thứ mà ngay từ khi bắt đầu ông ta đã theo đuổi. Dẫu sao, mấy người bọn họ đang vô cùng bận rộn chuẩn bị cho việc lên kế hoạch xây dựng chi nhánh thành phố Liễu, hơn nữa đã chính thức khai trương nếu như lại chịu sự hạn chế của người khác thì đúng là sẽ khiến người ta khó chịu đặc biệt là sự ảnh hưởng và kiểm soát của mấy người chu dương đến các chi nhánh vô cùng lớn rất có khả năng kể cả khi mấy người chu dương không ở tương tây chi nhánh thành phố liễu vẫn phụ thuộc vào bọn họ mà người cộng sự hợp tác như ông ta cũng chỉ là con dối bị buộc dây trong tay chu dương đây không phải là thứ mà vương vĩ theo đuổi ai phản đối ai tán thành đây là vấn đề khó mà vương vĩ đưa ra cho mấy người còn lại trong tình hình này cho dù là phản đối hay tán thành hậu quả đều có thể tưởng tượng ra được ha ha sao mọi người không ai nói gì thế nếu đã như vậy tôi sẽ nói trước những lời vương tổng đã nói tôi nghĩ chắc trong lòng mọi người đã sớm nghĩ tới rồi chỉ là trở ngại áp lực và sự uy hiếp của đám người chu dương nên vẫn luôn im lặng không nói ra lúc này đinh tuấn phong khẽ cười nói ánh mắt hắn sáng rực lên sau khi nhìn thấy biểu cảm của mọi người hắn bí mật trao đổi ánh mắt với vương vĩ bây giờ vương vĩ sẵn sàng đảm nhiệm vai trò giống như một người lãnh đạo dẫn dắt chúng ta thoát khỏi sự khống chế của mấy người chu dương tại sao lại không vui vẻ thuận theo vì vậy tôi đồng ý còn về phần mọi người phải xem mọi người suy nghĩ như thế nào rồi đinh tuấn phong nói xong sắc mặt của sáu cộng sự còn lại đột nhiên thay đổi Sắc mặt của Diệp Phương càng u ám đến cực điểm. Cô không ngờ rằng, Đinh Tuấn Phong này lại đứng về phía Vương Vĩ. Đinh Tuấn Phong là cổ đông lớn thứ ba, nếu như hắn liên thủ với Vương Vĩ thì sáu cộng sự còn lại căn bản không thể đấu lại. Bởi vì chỉ riêng cổ phần trong tay của hai người Vương Vĩ và Đinh Tuấn Phong cũng đã chiếm hơn một nửa cổ phần chi nhánh thành phố Liễu, nắm trong tay quyền phát ngôn tuyệt đối. Đáng ghét, tên Vương Vĩ này từ khi nào đã bắt tay với Đinh Tuấn Phong? Tại sao chuyện này không hề có dấu hiệu báo trước? Ha ha, nếu anh Ninh đã đồng ý rồi, vậy đương nhiên tôi cũng đồng ý, dù sao đây cũng là cửa hàng của chúng ta, không phải của Chu Dương. Đúng vậy, tôi cũng đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Ngay sau đó lại có thêm ba người khác đồng ý với ý kiến của Vương Vĩ. Trong nháy mắt, đã có bốn cộng sự đứng cùng một phía với Vương Vĩ, thêm cả Vương Vĩ, phía bọn họ đã có 5 cộng sự. Bất kể là tỷ lệ cổ phần hay số lượng người, Vương Vĩ đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện giờ, chỉ còn lại Diệp Phương, cổ đông lớn thứ hai, Thẩm Hải, cổ đông lớn thứ tư, còn có Triệu Thành, cổ đông lớn thứ năm. Còn lại ba người này vẫn không tỏ thái độ, nhưng sắc mặt khó coi của bọn họ đã nói lên tất cả, bọn họ chưa chắc sẽ đồng ý. Thế nào, cô Diệp, không biết cô có ý kiến gì không? mươi 545, ai đồng ý, ai phản đối? hai. Vương Vĩ nhìn Diệp Phương, sâu trong mắt xẹt qua vẻ đắc ý. Trước hôm nay, ông ta vẫn luôn tưởng đối thủ đáng gờm nhất của mình chính là Diệp Phương. Dù sao là cổ đông lớn thứ hai của chi nhánh thành phố Liễu, cổ phần trong tay Diệp Phương chỉ ít hơn ông ta một chút. Một khi cô tìm được người hợp tác vậy thì chẳng bao lâu sẽ vượt qua Vương Vĩ. Nhưng cục diện hôm nay khiến bản thân Vương Vĩ cũng khá là bất ngờ. Thái độ của của Đinh Tuấn Phong mặc dù kiên quyết, nhanh gọn bất ngờ nhưng kết quả lại không vượt khỏi kỳ vọng của vương vĩ dù sao trước đó lúc mới bắt đầu đặt kế hoạch xây dựng chi nhánh thành phố liễu ông ta đã giao lưu và trò chuyện khá nhiều với đinh vấn phong còn về mấy cộng sự khác e là cũng vì thấy tình thế thoáng cái nghiêng về phía vương vĩ nên sau khi cân nhắc mới đưa ra quyết định mà trước mắt còn lại ba cộng sự trong đó lại có diệp phương cổ đông lớn thứ hai là người quan trọng nhất nếu Vương Vĩ có thể nhận được sự ủng hộ của Diệp Phương, vậy dù Thẩm Hải và Triệu Thành phản đối, cũng không thể thay đổi tình hình, chi nhánh thành phố Liễu cuối cùng vẫn nằm trong tay Vương Vĩ. Đến lúc đó, hai người này cứ ngoan ngoãn đợi nhận hoa hồng đi, đừng có nhúng tay vào bất kỳ việc gì của chi nhánh nữa là được. Vì vậy, Vương Vĩ quyết định khuyên nhủ Diệp Phương hẳn hoi. Dù gì ngoài là cổ đông lớn thứ hai của chi nhánh thành phố Liễu ra, thế lực của Diệp Phương ở Đông Hải cũng rất lớn, đủ để tạo thành uy hiếp với Vương Vĩ. Diệp tiểu thư, cô là người sáng suốt, chắc có thể nhìn rõ tình hình hiện tại, chỉ khi cô đứng về phía chúng tôi thì mới đảm bảo quyền lợi của bản thân, nếu không cũng chỉ là một công cụ của Chu Dương mà thôi. Vương Vĩ tiếp tục khuyên nhủ, giọng điệu, thái độ đều rất chân thành, cứ như ông ta đang suy nghĩ cho Diệp Phương thật vậy. "Hừ, Vương Vĩ, tôi không ngờ ông lại có suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ ông cảm thấy năng lực của mình hơn Chu tổng ư?" hay là ông cảm thấy chi nhánh thành phố liễu ở trong tay ông có thể phát triển tốt hơn cả cửa hàng flagship hoặc là trụ sở chính của đông hải diệp phương hừ một tiếng lạnh lùng nhìn vương vĩ một cái không hề kiêng rẻ chút nào trực tiếp vạch trần suy nghĩ của vương vĩ hơn nữa ông có mấy người ủng hộ này cổ phần nắm trong tay đã quá bán rồi tôi đồng ý hay không thì có khác gì đâu diệp phương nói rất kiên quyết thái độ lạnh nhạt không hề có ý định hòa nhã với vương vĩ bỗng chốc sành tiệc rộng lớn yên tĩnh hẳn thẩm hải và triệu thành ngạc nhiên nhìn diệp phương họ tưởng diệp phương sẽ đứng về phía vương vĩ lúc mới đầu còn vô cùng lo lắng nhưng giờ xem ra diệp phương sẽ không đứng về phía vương vĩ việc này khiến lòng họ nhẹ hơn một chút nhưng mà hành động của vương vĩ đã khiến hai người họ đề phòng trong lòng mặt vương vĩ lạnh tanh nhìn diệp phương kiên quyết từ chối mình như vậy ông ta đột nhiên bực mình vô cùng nếu không phải còn cần giữ hình tượng trước mặt những người khác thì ông ta đã chửi ầm lên lâu rồi. Một Diệp Phương còn con, trong tình huống thế này còn không biết điều, không thức thời, đúng là tự tìm đường chết mà. Vương Vĩ đã quyết định, sau khi bản thân nắm giữ toàn bộ chi nhánh thành phố Liễu, việc đầu tiên là đuổi cổ Diệp Phương. Ít nhất cũng phải khiến Diệp Phương không có bất kỳ quyền lực gì trong tay khiến cô trở thành người nhàn rỗi. Thẩm Hải, Triệu Thành, hai người thì sao? đồng ý hay phản đối diệp phương không có gì để nói nữa rồi vương vĩ bèn chuyển mắt sang nhìn hai người còn lại nhưng lần này vẻ mặt ông ta không chân thành và tử tế như trước đó lạnh nhạt hơn nếu diệp phương đã từ chối mình vậy với ông ta mà nói thẩm hải và triệu thành đã không còn quan trọng thế nữa rồi họ đồng ý chỉ là dệt hoa trên gấm họ phản đối cũng không thay đổi được việc gì cả còn hai người thẩm hải và triệu thành hiện tại lại hơi do dự Sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Tình hình hiện tại là việc trước đó họ không ngờ được, bỗng chốc khó tránh hơi mù mờ. Sau khi Đinh Tuấn Phong và những cộng sự khác tỏ thái độ, họ mới hiểu ra, giờ Vương Vĩ muốn lôi kéo họ. Sắc mặt hai người ảm đạm, trong lòng cũng đắn đo. Họ biết dù hôm nay mình có thái độ gì thì cũng không thể thay đổi sự thực. Nếu họ đồng ý, đương nhiên là ai cũng vui vẻ, hơn nữa họ cũng có thể nhận được nhiều lợi ích từ Vương Vĩ còn nếu như họ phản đối cũng không thay đổi được sự thực vương vĩ đã nắm trong tay chi nhánh thành phố liễu trừ khi họ có thể mượn sức chu dương nhưng mà tiệc mừng công tối nay chu dương lại không đến chẳng khác nào đã đưa ra một tín hiệu đó là anh đã giao mọi việc cho vương vĩ toàn quyền quyết định vì vậy điểm này cũng cực kỳ nhỏ bé chúng tôi giữa hai lựa chọn thẩm hải và triệu thành khó lòng chọn lựa tôi phản đối đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Vương Vĩ, Đinh Tuấn Phong và cả ba người cộng sự khác đột nhiên thay đổi sắc mặt. Còn sắc mặt ba người Diệp Phương, Thẩm Hải, Triệu Thành lại vui mừng, vội vàng quay đầu. Mấy người cộng sự nhìn thấy ba người Chu Dương, Thẩm Bích Quân, còn cả Nghiêu Xuyên đi vào, mà bên cạnh họ còn có ba người ủ rũ thất vọng, nhắm mắt theo đuôi đi vào trong. Sắc mặt Chu Dương bình tĩnh, lạnh nhạt, dường như chưa xảy ra việc gì hết. Tôi phản đối, Chu Dương đi đến bàn số 1, bình tĩnh nhìn Vương Vĩ, khóe môi hơi cong lên, cứ như đang nói một việc nhỏ cực kỳ bình thường. Chu Tổng, sao cậu lại quay lại? Mặt Vương Vĩ khó coi vô cùng, ông ta thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Chu Dương, nhìn liếc sang bên, trầm giọng hỏi. Mà lúc ánh mắt ông ta nhìn thấy ba người chán trường kia, thì sắc mặt càng đổi khác, ngực cũng phập phồng liên tục. Đinh Tuấn Phong và ba người cộng sự khác đều cúi đầu, không dám nhìn Chu Dương dù sao việc họ vừa mới làm có thể nói là trái với mục tiêu ban đầu của chu dương cũng là chống đối chu dương cộng thêm mọi việc làm của chu dương ở đông hải và cả tỉnh tương tây bao nhiêu lâu nay họ căn bản không dám tưởng tượng chu dương phản ứng thế nào tôi không muốn quay lại đâu nhưng cứ có ba người đi theo chúng tôi khiến tôi rất không vui nên muốn quay lại hỏi các ông ba người này ai trong các ông biết chu dương cười nói vừa dứt lời như xuyên bèn đẩy ba người đó lên trước ha ha chu tổng cứ đùa ba người này chúng tôi sao có thể biết được có phải cậu nhầm rồi không vương vĩ đương nhiên biết ba người này nhưng ông ta không thể nói ra được chỉ có thể nói thế muốn tách mình ra vương tổng ông không thể bỏ mặc bọn tôi đúng đó chúng tôi là do ông cử đi theo dõi chu tổng giờ bị phát hiện rồi ông không thể bỏ mặc bọn tôi vương tổng ông xin chu tổng tha cho chúng tôi đi nghe thấy vương vĩ nói vậy Ba người ngay lập tức không chịu, liên tục hoảng sợ kêu lên. Mà lúc này, có thể nói là trực tiếp chỉ mặt điểm tên rồi. Vương vĩ, ông thế mà lại cử người theo dõi Chu tổng? Chương 546, vạch trần. Diệp Phương chất vấn đầu tiên, đập mạnh bàn, sau khi đứng dậy thì chỉ thẳng Vương vĩ, giọng nói vô cùng sắc bén. Ban đầu cô tưởng là Chu Dương ngầm đồng ý cho Vương vĩ làm vậy, nên anh mới không tham gia tiệc mừng công tối nay nhưng diệp phương không ngờ chu dương không tham gia tiệc mừng công đơn giản chỉ là anh không muốn tham gia mà thôi còn về hành vi của vương vĩ chu dương căn bản không hề biết nếu không phải tóm được ba người theo dõi thì chu dương có lẽ đến giờ vẫn không biết vương vĩ ở trong sảnh tiệc này nói những gì với các cộng sự đáng ghét vương vĩ không ngờ ông lại to gan như vậy thảo nào ông lại tự tin nói với chúng tôi thế thì ra là nhân lúc chu tổng vắng mặt vương vĩ ông đúng là vô sỉ Hai người Thẩm Hải và Triệu Thành cũng trách móc Vương Vĩ một trận. Họ vừa nãy phải chịu đựng áp lực vô cùng lớn, tiến không được, mà lùi thì sẽ rơi xuống vực. Mà tình trạng như vậy tất cả đều do một mình Vương Vĩ gây nên. Nhưng may mà Chu Dương giờ đã quay lại, có thể dạy cho Vương Vĩ bài học rồi. Nói vớ vẩn, ba người này tôi không hề biết, sao có thể bảo họ theo dõi Chu tổng được, hơn nữa, sao tôi phải theo dõi Chu tổng? còn về điều lúc nãy tôi nói cũng chỉ là sự thật mà thôi dù chu tổng giờ đứng ở đây tôi cũng phải nói có gì mà không thể thừa nhận chứ vương vĩ kiên trì nói mắt lóe lên cuối cùng vẫn trở nên vô cùng kiên quyết vương vĩ không ngờ người ông ta cử đi theo dõi lại bị phát hiện sớm vậy cũng không ngờ anh quay lại nhanh vậy nhưng mà giờ lời đã nói ra rồi hơn nữa người theo ông ta cũng có bốn người cộng thêm ông ta tổng cộng có tám cộng sự ông ta có sự ủng hộ của năm cộng sự chỉ điểm này thôi đã đủ để ông ta chiếm ưu thế tuyệt đối về tiếng nói ở chi nhánh thành phố liễu vậy à ba người này ông không biết thật chu dương cười khẽ liếc nhìn vương vĩ ý tứ trong ánh mắt cực kỳ sâu xa chẳng lẽ chu tổng không tin tôi vương vĩ hỏi ngược lại thế thì không phải nếu vương tổng đã nói ba người này ông không quen vậy thì không quen đi dù sao cũng chẳng có ích gì các anh đi đi chu dương gật đầu thả ba người kia đi luôn sau đó anh lại nhìn vương vĩ vừa nãy tôi ở ngoài nghe thấy vương tổng nói khá nhiều có vẻ như có suy nghĩ và kế hoạch của mình với chi nhánh thành phố liễu không biết đây có phải đều là suy nghĩ của chính vương tổng không chu dương cười nói đi đến bên cạnh kéo một cái ghế ra ngồi luôn xuống gác chân lẳng lặng nhìn vương vĩ anh về từ rất sớm vẫn ở ngoài cửa nghe vương vĩ ở bên trong nói nên vừa nãy lời vương vĩ nói chu dương về cơ bản đều nghe thấy hết vì vậy mới sẽ đúng lúc này đi vào, hét lớn một câu phản đối. Ánh mắt Vương Vĩ lóe lên, nhìn Chu Dương, trong lòng cũng đang hồi hộp. Ông ta biết, tất cả những gì mình làm lúc nãy đều là giấu Chu Dương. Nếu thực sự bị Chu Dương biết, vậy Chu Dương rất có thể sẽ đoán được có người chỉ điểm sau lưng. Trước tiên không nói mấy cái khác, chỉ riêng 9 triệu 990 nghìn kia thôi cũng không phải số tiền một mình Vương Vĩ có thể lấy ra được. Việc này những người khác có thể không tra ra, nhưng với khả năng của Chu Dương, muốn tra rõ ràng thì dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, chi nhánh thành phố Liễu hôm nay mới khai trương, có danh tiếng khá lớn ở cả thành phố Liễu và tỉnh Tương Tây, có thể thu hút được rất nhiều khác nhờ ảnh hưởng của công ty danh Dương. Mà nếu Chu Dương bắt chẹt, thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến địa vị ở chi nhánh thành phố Liễu của Vương Vĩ. Ha ha, không có gì, chẳng qua chỉ là muốn sắp xếp kế hoạch tương lai của chi nhánh thành phố Liễu thôi vương vĩ cười khan hai tiếng nói nhỏ lúc này ở trước mặt chu dương ông ta không có khí thế như lúc nãy cứ như biến thành một nhân viên bình thường chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nghe chu dương nói hừ vừa nãy vương tổng không nói vậy nhưng mà vương vĩ nói thế diệp phương sẽ không để ông ta lừa bịp qua chuyện sau khi hừ một tiếng thì phẫn nộ kể lại hết việc xảy ra lúc nãy lần này sảnh tiệc thực sự yên tĩnh vô cùng tám người cộng sự sắc mặt ba người Diệp Phương, Thẩm Hải và Triệu Thành ẩn chứa tức giận nhìn mấy người Vương Vĩ. Còn mấy người Vương Vĩ thì cúi đầu, sắc mặt khó coi vô cùng. Trong tình hình này, ai cũng không ngờ Diệp Phương lại quá khích như vậy, nói hết luôn mọi việc Vương Vĩ nói lúc nãy. Rõ ràng là muốn tuyên chiến với Vương Vĩ mà. Chi nhánh thành phố Liễu vừa mới khai trương, còn chưa kiếm được tiền, cổ đông lớn nhất và nhì lại trở mặt với nhau, đúng là khiến người ta bất ngờ. Tôi biết rồi, Vương Vĩ, tôi đã cho ông cơ hội. Chu Dương lặng im một lúc rồi mới nói khẽ, mà ánh mắt anh lúc nhìn Vương Vĩ có vẻ tiếc nuối. Tôi không tham gia tiệc mừng công là vì muốn xem thử ông có làm việc gì bất lợi với chi nhánh thành phố Liễu không, nếu ông không làm thì tôi coi như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra, tôi vẫn tin tưởng ông, giao chi nhánh cho ông quản lý. Nhưng rất tiếc, ông đã làm, ông khiến tôi thất vọng vô cùng. Giọng Chu Dương dần lạnh đi. Chu tổng sự việc căn bản không phải như cậu nghĩ đâu. Vương Vĩ còn muốn thanh minh, nhưng Chu Dương lại không cho ông ta cơ hội nữa. Đủ rồi. Vương Vĩ, chẳng lẽ ông tưởng việc ông cấu kết với Khổng Huy, mưu đồ chi nhánh thành phố Liễu, tôi không biết sao. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn Chu Dương và Vương Vĩ. Lời này có ý gì? Vương Vĩ cấu kết với Khổng Huy, mưu đồ chi nhánh thành phố Liễu. Thế là có ý gì? Khổng Huy đó chẳng qua chỉ là một sao nhỏ tham gia chương trình tìm kiếm tài năng của tỉnh Tương Tây mấy năm trước thôi mà, sao Vương Vĩ lại cấu kết với hắn? Mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, Diệp Phương càng chẳng hiểu ra sao, dường như nghĩ đến cái gì, khóe môi hơi lộ ý cười, ánh mắt nhìn Vương Vĩ cũng trở nên vui sướng hơn. Rõ ràng, cô nghĩ đến một vài việc gì đó. Ha ha, chủ tổng, cậu nói thế là sao? Tôi không hiểu, Khổng Huy chẳng phải bị cậu đánh bị thương sao? sau khi tôi đưa anh ta vào viện thì vẫn không liên lạc lại với anh ta khóe môi vương vĩ hơi co giật sắc mặt cũng khó coi thậm chí như sắp khóc lời chu dương vừa nói đúng là khiến vương vĩ bàng hoàng ông ta và khổng huy đúng là có quan hệ bạn đại học nhưng ông ta cũng biết khổng huy là người của khổng gia ở thành phố liễu rất có năng lực thậm chí đưa mắt nhìn cả tỉnh tương tây cũng không kém cạnh mấy gia tộc siêu lớn kia nhưng khổng gia trước giờ luôn khiêm tốn nên người bình thường không biết. Còn việc ông ta bày mưu cùng Khổng Huy, cũng là vì Chu Dương ra tay đánh Khổng Huy bị thương, Khổng Huy ôm hận trong lòng, nên mới có ý hợp tác với Vương Vĩ. Mà thực tế, 9 triệu 990 nghìn tặng ra lúc nãy chính là Khổng Huy chi, mục đích chính là để Vương Vĩ lôi kéo người khác, thể hiện thực lực, nắm chi nhánh thành phố Liễu trong tay. Nhưng việc này vô cùng bí mật, chỉ có hai người ông ta và Khổng Huy biết, Chu Dương sao lại biết được. Chương 547, dựa vào cái gì? Trong lòng hết sức kinh ngạc, Vương Vĩ cố gắng kiềm chế cảm xúc, giả vờ bình tĩnh. Càng vào lúc này, ông ta càng không được phép hoảng sợ, không thể chỉ bởi vì một câu nói của Chu Dương mà hoảng loạn được. Ha ha, ông còn cố chấp gì nữa, ông cho rằng ông không thừa nhận thì tôi sẽ không còn cách nào khác sao? Chu Dương khẽ mỉm cười, không quan tâm đến việc Vương Vĩ đang cố giả bộ bình tĩnh. Vương Vĩ nghĩ rằng không có sơ hở còn tưởng rằng Chu Dương chỉ là đang lừa mình. Trên thực tế, nếu như Chu Dương không nắm chắc thì anh căn bản sẽ không nói những lời như vậy. Lúc trước tôi đã cho ông cơ hội, ông lại không cần, vừa nãy tôi cũng tiếp tục cho ông thêm một cơ hội nữa, nhưng ông vẫn không cần nó, nếu đã như vậy thì ông đừng trách tôi. Đưa người tới đây, anh trầm giọng nói một câu, như xuyên bước nhanh ra ngoài, mấy phút sau cậu ấy lại nhanh chóng quay lại sảnh tiệc. Nhưng lần này cậu ấy không vào một mình, mà bên cạnh cậu ấy là một cô gái trẻ bước vào với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên gương mặt mình, cô ấy lặng lẽ nấp sau lưng Như xuyên, chỉ lộ ra một đôi mắt tò mò nhìn mọi người. Chu tổng, đây là ý gì? Diệp Phương là người có tầm nhìn xa, cô ấy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. những người khác cũng nhao nhao nhìn cô gái, bọn họ không biết Như xuyên vừa rời đi một chuyến, lúc quay về lại còn mang theo một người, rốt cuộc là có ý gì? chẳng lẽ người này nói với chu dương về việc vương vĩ và khổng huy thông đồng với nhau nhưng chuyện như vậy là nhất định là chuyện vô cùng tuyệt mật vương vĩ và khổng huy sẽ không để người khác biết được càng không thể nói chuyện đó với một cô gái chu tổng lẽ nào cậu tùy tiện tìm một người đến đây là có thể chứng minh tôi và khổng huy câu kết thông đồng với nhau sao vương vĩ khẽ cao mày ông ta căn bản là không quen biết cô gái này cho nên trong lòng cảm thấy yên tâm hơn Ông ta vốn tưởng rằng Chu Dương thật sự đã tìm ra được chứng cứ, nhưng bây giờ xem ra Chu Dương đang ra oai mà thôi, vốn dĩ không cần thiết phải quan tâm nhiều. Ha ha, ông đừng vội chứ, ông không biết cô gái này là ai sao? Chu Dương cười nói, ánh mắt anh nhìn Vương Vĩ tràn đầy ý diễu cợt châm chọc. Trước giờ, anh vẫn rất xem trọng Vương Vĩ, ông ta là người đầu tiên cùng liên kết một vài công sự khác để thành lập chi nhánh của công ty danh Dương, trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng đã sắp xếp để thành lập chi nhánh ở thành phố Liễu. Ông ta là một trong những người quan trọng bậc nhất trong số những người mà anh đưa đến từ Đông Hải. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, chỉ trong một khoảng thời gian, Vương Vĩ đã trở nên tham vọng, hơn nữa còn không từ mọi thủ đoạn, đe dọa dụ dỗ. Tôi cần gì phải quan tâm cô ta là ai?" Lời của một cô gái như vậy, lẽ nào cậu cho rằng mọi người sẽ tin sao? Vương Vĩ xua tay khinh thường nói. Đúng vậy, chủ tổng, mặc dù lời cậu nói là có lý, nhưng chỉ dựa vào lời nói của cô gái này, muốn chúng tôi tin thì là chuyện không thể được. Đúng vậy, chúng tôi tôn trọng anh, nhưng chúng tôi đều có ý kiến riêng của mình. Chu tổng, có khi nào anh hiểu lầm Vương tổng rồi hay không? Đúng thế, Vương tổng cũng vì muốn tốt cho chi nhánh thành phố Liễu. Bốn cộng sự đứng về phía Vương Vĩ đều đồng thanh nói. Ha ha, mọi người đừng vội như thế. Người này là y tá của bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Liễu, Vương Vĩ, cô ấy đều đã nghe thấy kế hoạch của ông và Khổng Huy, bây giờ có lẽ ông đã biết được lý do vì sao tôi biết được chuyện này rồi chứ. Chu Dương nhếch miệng cười nói, liếc mắt nhìn cô gái kia. Còn nữ y tá cũng đã thả lỏng hơn đôi chút, cô cũng không còn căng thẳng như lúc đầu. Hôm đó tôi kiểm tra phòng bệnh. Nữ y tá nhẹ giọng kể ra tất cả những gì tối hôm qua cô nghe được. Trong phút chốc Tất cả mọi người đều sướng sờ nhìn Vương Vĩ. Những gì như y tá này nói chi tiết hơn nhiều so với những gì Chu Dương nói, thậm chí quá trình và kế hoạch cụ thể của việc thông đồng cấu kết giữa Vương Vĩ và Khổng Huy đều nói rõ mồn một, một. Ngay cả khoản tiền 10 triệu vừa nãy cũng là do Khổng Huy bỏ ra, được cô kể lại vô cùng rõ ràng. Mà lúc này, mọi người xung quanh mới kịp phản ứng. 10 triệu vừa rồi không phải của Vương Vĩ mà là của Khổng Huy bỏ ra. Với địa vị bây giờ của Khổng Huy ở Khổng gia, thì việc bỏ ra 10 triệu hiển nhiên không hề khó. Lúc này, hầu như tất cả các công sự đều đã tin vào lời của nữ y tá, ánh mắt của họ nhìn Vương Vĩ cũng bắt đầu thay đổi. Lúc này Vương Vĩ sau khi nghe những gì nữ y tá kia kể lại, thì sắc mặt ông ta đã tái nhợt. Ông ta biết, nữ y tá đó chính xác là đã nghe được cuộc đối thoại của mình với Khổng Huy, thậm chí còn có vài câu mà Chu Dương không nhắc đến thì cô ấy đều kể ra rất chi tiết không thiếu một chữ. Hơn nữa, khi ông ta và Khổng Huy lên kế hoạch thì cũng vừa vặn là Khổng Huy đang ở bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Liễu, cho nên nữ y tá này mới có cơ hội nghe được. Chuyện là như vậy, tôi cũng không nói dối một lời nào, những gì tôi nghe thấy tôi đều đã kể hết rồi, bây giờ tôi có thể rời khỏi đây được chưa? Nữ y tá nói xong, dùng ánh mắt đáng thương của mình liếc nhìn Chu Dương, trong lòng muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Được, có thể đi, vất vả cho cô rồi. Chu Dương mỉm cười gật đầu, sau đó yêu cầu Ngưu Xuyên đưa cô ấy rời đi, vai trò của cô ấy là kể ra cuộc đối thoại của Vương Vĩ và Khổng Huy, bây giờ đều đã kể xong xuôi câu chuyện, thì nhiệm vụ tất nhiên đã hoàn thành. Bây giờ, lẽ nào ông còn muốn phủ nhận, hay ông muốn mặt đối mặt với Khổng Huy? Chu Dương nhìn Vương Vĩ, ánh mắt trở nên sắc bén, khắp người trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trong lòng mọi người đột nhiên choáng váng, bọn họ biết bây giờ Chu Dương muốn chèn ép Vương Vĩ ít nhất có thể khiến vương vĩ thừa nhận sai lầm đúng vậy đúng là tôi đã thương lượng chuyện này với khổng huy nhưng tôi không nghĩ rằng tôi làm sai chuyện gì chi nhánh thành phố liễu này là do mấy người chúng tôi thành lập nên từ lúc không có gì đến lúc có được mọi thứ đều là tâm huyết của chúng tôi còn cậu thì sao công ty danh dương hầu như không phải bỏ ra bất cứ thứ gì chỉ đứng chỉ tay ra lệnh cho chi nhánh thành phố liễu can thiệp vào công việc của chi nhánh dựa vào cái gì chứ tôi chỉ hỏi một câu dựa vào cái gì chứ? Cảm xúc của Vương Vĩ đột nhiên trở nên kích động, sắc mặt đỏ bừng bừng, hai mắt đỏ ngầu, quát to một tiếng, chờ đợi câu trả lời của Chu Dương. Còn các cộng sự khi nghe thấy những lời ông ta nói, thì như xét đánh giữa trời quang, khiến tất cả bọn họ choáng váng và bắt đầu suy nghĩ. Đúng vậy, lời của Vương Vĩ không sai. Chi nhánh thành phố Liễu, từ lúc không có gì đến bây giờ có được mọi thứ, đều là do tám người bọn họ cố gắng gây dựng nên, từ việc gây quỹ ban đầu, chọn địa điểm, chọn mặt bằng, trang trí sửa chữa, tuyển dụng và những thứ khác, hầu như tất cả đều là 8 người họ làm. Trong đó Vương Vĩ là cổ đông có cổ phần lớn nhất, những việc mà ông ta làm dường như là nhiều nhất trong số bọn họ. Mà một thời gian trước, trong quá trình sửa sang mặt bằng chi nhánh thành phố Liễu đã gặp phải một nhóm côn đồ đòi phí bảo kê, chính Vương Vĩ là người đứng ra chịu đựng áp lực mới có thể xua đi mây đen nhìn thấy ánh mặt trời. Còn Chu Dương thì sao? công ty danh dương thì sao hầu như không có đóng góp giúp đỡ được gì nhưng sau khi chi nhánh thành phố liễu khai trương chu dương và công ty danh dương đều nhúng tay vào can thiệp vào công việc của chi nhánh thậm chí quyết định một số chiến lược kinh doanh trong tương lai của chi nhánh đây vốn dĩ thuộc về quyền lực của tám người bọn họ nhưng bây giờ lại bị chu dương và công ty danh dương phân chia chuyện này đương nhiên rất không hợp lý dựa vào cái gì nếu như ông đã hỏi như vậy rồi thì tôi sẽ nói cho ông biết rốt cuộc là dựa vào cái gì. chương 548, tôi nói cho ông biết. Sắc mặt Chu Dương nghiêm nghị, ánh mắt nhìn chầm chầm vào khuôn mặt những cộng sự kia. Nhìn từ phản ứng của những người này, chắc chắn bọn họ đã bị Vương Vĩ nói chúng rồi. Không chỉ có người ủng hộ Vương Vĩ ban nãy, mà sau những lời này, còn có ba người đứng về phía đối lập với Vương Vĩ. Diệp Phương, Thẩm Hải, Việt Thành cũng vậy dẫu sao những điều Vương Vĩ vừa nói đều không sai, chi nhánh thành phố Liễu vốn dĩ là mấy người bọn họ lên kế hoạch thành lập. Ban đầu từ bước lựa chọn thành phố và mặt bằng cửa hàng đến việc sửa sang bố trí, cho đến hôm nay, chi nhánh thành phố Liễu chính thức khai trương, có tiếng tăm ở thành phố Liễu. Tất cả mọi thứ đều là công lao của bọn họ. Mà Chu Dương, hoặc nói là công ty danh Dương, chẳng qua chỉ là cung cấp một cơ hội và tên tuổi của công ty danh Dương. Vẹn vẹn chỉ có thế, công ty danh dương muốn khua tay múa chân với chuyện của chi nhánh thành phố Liễu, thậm chí còn muốn tham gia vào việc lập kế hoạch phát triển chi nhánh trong tương lai. Chuyện thế này, đổi lại là ai, e rằng cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. cuống hồ công ty danh dương có chu dương ở đây, dưới thực lực lớn mạnh như vậy, những công sự hợp tác như họ còn có thể nắm giữ được quyền chủ động của chi nhánh thành phố Liễu nữa sao? Đây là một vấn đề, không ai biết đáp án mà Vương Vĩ lại cho bọn họ một câu trả lời có thể tưởng tượng được. Đó là tất cả quyền lực của chi nhánh thành phố Liễu kia, toàn bộ đều nắm trong tay mình. Cứ như vậy cho dù Chu Dương hay công ty danh Dương muốn khua tay múa chân với chi nhánh thành phố Liễu, thì ông ta cũng có thể từ chối dứt khoát, thậm chí là phản kháng. Đương nhiên, tất cả điều này đều được lập nên bởi sự tập trung của mọi quyền lực, mọi tiếng nói một khi phân tán rất có khả năng sẽ bị chu dương hoặc công ty danh dương giật dây xảy ra hỗn loạn những điều này trong các công ty quy mô lớn khác cũng không hiếm gặp điều này đối với đám người vương vĩ mà nói cũng không phải chuyện hiếm thấy hoặc không thể xảy ra thậm chí cho dù bản thân bọn họ thông thường đều có thể trải qua sự kiện như vậy nếu không vương vĩ sẽ không một lòng một dạ muốn nắm quyền đến thế thậm chí ẩn ý trong lời nói của ông ta cũng biết được ông đã hợp tác thành công với Khổng Huy. Khổng Huy cung cấp cho ông ta một ít vốn viện trợ, còn có một vài trợ giúp khác. Mà chi nhánh thành phố Liễu Chính là điều kiện Vương Vĩ đưa ra để cùng hợp tác với Khổng Huy. Dẫu sao, tên tuổi của công ty danh dương lớn như vậy, lợi ích này với năng lực của Khổng Huy, điều tra sơ lược thì có thể biết được rõ ràng. Có điều, Chu Dương cũng không lo lắng. Không phải anh cảm thấy Vương Vĩ sẽ không thành công, mà anh cho rằng mình có đủ thủ đoạn để đối phó với vương vĩ cho dù ông ta thật sự thuyết phục hết toàn bộ những cộng sự này hơn nữa còn liên kết với khổng huy thì chu dương cũng có cách ánh mắt dò xét qua ba vòng mặc dù sắc mặt của ba người diệp phương không thay đổi nhưng cũng không có dấu hiệu nghiêng về phía vương vĩ ngược lại những người đứng về phía vương vĩ kia trên gương mặt lúc này lại lộ ra sắc thái suy tư mà trong đó sắc mặt đinh tuấn phong càng vô cùng u ám mấy lần quan sát gương mặt của vương vĩ và chu dương cuối cùng vẫn im lặng không nói gì chỉ là ánh mắt cứ chăm chú quan sát chu dương nhìn đến đây đột nhiên chu dương bật cười không rõ lý do những người này căn bản không thể hiểu cho dù là vương vĩ cũng không là gì cả vừa nãy bản thân chẳng qua chỉ thẳng thắng một tí tùy tiện nói mấy câu hung hăng mấy người này liền lưỡng lự không chắc chắn hơn nữa thậm chí còn có dấu hiệu trở mặt người như vậy tụ tập lại với nhau nếu có thể làm nên chuyện, thì đúng là nực cười. Hừ, phô trương thanh thế. Đột nhiên Vương Vĩ hét lên một tiếng, liếc nhìn Chu Dương, trên gương mặt từ lâu đã không còn nét mặt tôn kính sùng bái trước kia nữa, ngược lại trên mặt Vương Vĩ lúc này đều lộ rõ sự hung ác, thậm chí còn có phần oán hận. Không phải vừa nãy cậu muốn nói chúng tôi dựa vào cái gì sao? Sao giờ không nói nữa? Hay là bản thân cậu cũng biết các cậu đối lý, không biết nên nói thế nào? Trong lời nói của Vương Vĩ chứa đầy sự lạnh lùng, thậm chí còn mang theo chút vui sướng. Đây là một loại cảm giác vui sướng khi được báo thù, phát tiết cơn giận. Trước kia, bất kể là Vương Vĩ ông ta hay là người khác ở trước mặt Chu Dương cũng luôn cẩn thận dè dặt, chỉ sợ chọc giận Chu Dương chút thêm phiền phức, thậm chí còn phải chịu khổ cực. Nhưng bây giờ trong sảnh tiệc, Chu Dương đứng trước mặt bọn họ, bị ông ta nói đến mức câm như hến không biết nói gì chuyện thế này chỉ cần nói ra thì nhiều người sẽ bị sốc khiến bọn họ kinh ngạc không thôi mà vương vĩ cũng có thể nhận được sự chú ý và ngưỡng mộ mặc dù vương vĩ không phải là người đầu tiên dám nói như vậy trước mặt chu dương nhưng thật sự ông ta là một người vô cùng cứng rắn chu dương tôi biết cậu có nhiều thủ đoạn nhưng chi nhánh thành phố liễu là do chúng tôi lên kế hoạch xây dựng cũng là đứa con tinh thần của chúng tôi chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép ai động tay động chân với nó cho dù là chu dương cậu cũng không được. Trong lời nói này, Vương Vĩ thể hiện rõ thái độ bất mãn kiên quyết, thậm chí cũng đã lôi kéo được ba người Diệp Phương về phe mình. Mà tất cả mọi thứ, ba người Diệp Phương cũng không nhận ra, chỉ ngơ ngác nhìn Vương Vĩ, nghĩ mãi cũng không hiểu, hôm nay rốt cuộc Vương Vĩ bị làm sao, giống như đột nhiên biến thành một người khác, lại dám nói thế trước mặt Chu Dương. Lẽ nào Vương Vĩ không biết, người lần trước dám nói như vậy, với dáng vẻ kiên cường này trước mặt Chu Dương, chính là tăng đại đầu ở Đông Hải sao? Hậu quả của tăng đại đầu là gì? Kết cục ra sao? Lẽ nào Vương Vĩ không biết? Ha ha, tại sao tôi lại không biết nên nói như thế nào? Chu Dương bật cười nhếch mép, lộ ra mấy cái răng trắng tinh, liếc nhìn mọi người. Nhưng nụ cười này lại khiến mấy người kia, bao gồm cả Vương Vĩ, trong nháy mắt đều cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Vào lúc này, dường như mọi tình huống đều đang nhằm về phía Vương Vĩ, vậy mà Chu Dương còn có thể cười như vậy. Đây không phải có lòng tin và sức mạnh tuyệt đối, thì chính là một kẻ đần độn, không phân rõ thế cục. Nhưng Chu Dương là một kẻ đần độn sao? Diệp Phương không cho là như vậy. Thẩm Hải không cho là như vậy. Việt Thành không cho là như vậy. Đinh Tuấn Phong không cho là như vậy. Ngay cả Vương Vĩ cũng không cho là như vậy. Nếu không, Chu Dương sẽ không có tiếng tâm và tiếng ác như hôm nay. Lẽ nào, Chu Dương thật sự có con át chủ bài. Ông cho rằng chi nhánh thành phố Liễu là do các ông tự lập kế hoạch xây dựng lên thì sẽ do các ông định đoạt, bất cứ ai đều không thể nhúng tay vào sao, nhưng ông đừng quên, không có tôi, không có công ty Danh Dương, chi nhánh thành phố Liễu này căn bản sẽ không tồn tại. Giọng nói của Chu Dương vang như chuông lớn, khiến sắc mặt của tám người Vương Vĩ lập tức thay đổi. Hay là nói ông cho rằng chỉ dựa vào mấy người các ông liền có thể tạo nên một cửa hàng giống như công ty danh dương nếu có thể vậy tại sao trước đây các ông không làm được lời nói này của chu dương giống như sét đánh giữa trời quang hung hăng lọt vào tai tám người vương vĩ ba người diệp phương thẩm hải việt thành vẫn đỡ hơn một chút chỉ là trên mặt khá lúng túng ngượng ngùng nhưng năm người vương vĩ đinh tuấn phong sắc mặt lại tái mét không nói được lời nào không có tôi không có công ty danh dương, chi nhánh thành phố Liễu này chẳng qua cũng chỉ là một cửa hàng có quy mô nhỏ mà thôi. chương 549, cho ông một cơ hội. Nói cách khác, các người tưởng rằng chỉ với một chi nhánh nhỏ này có thể nổi tiếng khắp nơi, đạt được danh tiếng như bây giờ sao? Chu Dương tiếp tục nói, hàm ý diễu cợt châm chọc trên khóe miệng càng lúc càng rõ, không hề che đậy. Có cái rằm ấy, chi nhánh thành phố Liễu có thể nổi tiếng như ngày hôm nay, đều do chúng tôi chuyên truyền, nếu không có chúng tôi tuyên truyền, cậu nghĩ rằng dựa vào cái tên công ty danh Dương thì có thể thu hút nhiều người vậy sao?" Vương Vĩ lớn tiếng bác bỏ, sắc mặt vô cùng u ám, đôi mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Nhìn thấy cảnh này, Chu Dương biết trong lòng Vương Vĩ đang quyết tâm lật bài ngửa với anh. Nhưng Chu Dương cũng không quan tâm lắm, chỉ một Vương Vĩ nhỏ nhoi như tên hề ngang ngược, thậm chí rất có khả năng chỉ là lá chắn mà Khổng Huy đẩy ra thôi. Còn những người khác sau khi nghe Vương Vĩ nói vậy, Sắc mặt đều trở nên kỳ lạ. Người khác không biết tại sao chi nhánh thành phố Liễu lại đột nhiên nổi tiếng như vậy, lẽ nào mấy người bọn họ còn không biết sao? Nếu nói trong số này, mấy người bọn họ không có phần công lao thì không đúng lắm, nhưng nếu nói toàn bộ đều là công lao của bọn họ, e rằng không ai có da mặt dày dám nhận. Ha ha, Vương vĩ, xem ra tôi vẫn đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của ông rồi, không ngờ ông còn có thể nói ra những lời như vậy ông của bây giờ so với ông lúc chạy đến trường xa nhờ tôi giúp đỡ chuyện gặp phải mấy tên côn đồ ở chi nhánh thành phố Liễu, hoàn toàn không giống nhau. Chu Dương mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể anh đang định giảng đạo lý với Vương Vĩ. Ông nói tuyên truyền là tuyên truyền cái gì? Là kênh tuyên truyền mà tôi tìm từ trương ra sao? Hay là rocket girl mà tôi tìm đến biểu diễn? Hay là người đại diện hình ảnh mà tôi ký hợp đồng hợp tác? Chu Dương lớn tiếng hỏi ba câu liên tiếp, trên mặt lộ rõ vẻ châm biếm lúc này ánh mắt của anh không chỉ nhìn vào một mình vương vĩ mà còn quan sát mấy người kia thấy biểu cảm thay đổi của họ trong lòng cũng thầm đưa ra dự tính so với vương vĩ ra mặt những người khác cũng không dày đến như vậy sau khi nghe chu dương nói sắc mặt bọn họ ít nhiều có phần xấu hổ trái lại trên mặt vương vĩ căn bản không thể hiện bất kỳ cảm xúc xấu hổ nào còn tràn đầy vẻ không phục hư cho dù không có cậu lẽ nào chúng tôi không thể tuyên truyền sao? Chúng tôi cũng có thể mời Rocket Girl và người đại diện hình ảnh đó, chúng tôi có tiền, sao lại không thể mời được? Cậu nói như vậy chẳng qua là muốn tranh giành công lao mà thôi, tôi nói cho cậu biết, Chu Dương, cậu đừng nghĩ không có cậu, chúng tôi không làm gì được. Vương Vĩ lớn tiếng phản bác, tỏ vẻ không phục. Thật sao? Chu Dương nhớn mày, vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Vĩ. Anh không biết lòng tự tin và dũng khí của Vương Vĩ từ đâu mà có, lại dám nói ra những lời như vậy. Là Chu Dương quá nhún nhường, trong khoảng thời gian dài không ra oai, hay tại tên Khổng Huy cho ông ta dũng khí mạnh mẽ, để ông ta có gan nói ra những lời này. Được, nếu đã như vậy, vậy thì tôi không quan tâm nữa, để các người tiếp tục, tôi muốn xem xem, không có tôi, không có công ty Danh Dương, ông có thể làm được đến mức độ nào. Nếu như không có tôi, không có công ty Danh Dương, ông vẫn có thể làm tốt ở chi nhánh thành phố Liễu như cũ. Vậy tôi thừa nhận là tôi đã sai." Chu Dương nhìn chằm chằm vào Vương Vĩ, bình thản nói. "Thật sao?" Nghe thấy vậy, không chỉ Vương Vĩ mà ngay cả đám người Đinh Tuấn Phong, Thẩm Hải và Triệu Thành đều rất kích động. Nếu như có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, ai lại cam tâm để cho người khác thao túng chứ? Nếu như Chu Dương thật sự làm theo những gì mình nói, hoàn toàn giao quyền cho bọn họ, vậy thì bọn họ có đủ tự tin để điều hành tốt chi nhánh thành phố Liễu? Trong tám người cộng sự này, chỉ có một mình Diệp Phương cao mày, sắc mặt không chỉ không phấn khích, ngược lại còn tràn đầy lo lắng. Tuy nhiên Chu Dương lại không biết điều này, sau khi nói xong, anh cũng không ở lại đó mà nhanh chóng quay người rời đi. Thẩm Bích Quân từ đầu đến cuối đều không nói một lời, sau khi nhìn thấy Chu Dương xoay người đi thì cũng theo Chu Dương rời khỏi đó. Nhưng ngay khi Thẩm Bích Quân sắp rời khỏi sảnh tiệc, đột nhiên cô ấy quay người lại, nhìn chằm chằm vào đám người Vương Vĩ. Nếu các người không muốn công ty Danh Dương khoa chân múa tay nữa, vậy đừng lợi dụng bất kỳ chút danh tiếng nào của công ty Danh Dương. Tối nay, tôi sẽ cho người rút lại toàn bộ sản phẩm của công ty Danh Dương ở chi nhánh thành phố Liễu. Bỏ lại một câu nhẹ nhàng, Thẩm Bích Quân không tiếp tục dây dưa nữa, cô bước thẳng ra ngoài. Mà câu nói này lại khiến sắc mặt mọi người ở sảnh tiệc hết sức khó coi. Ai cũng biết bây giờ công ty Danh Dương chỉ có hai sản phẩm chủ lực là mặt nạ trắng da chống lão hóa và sữa rửa mặt Tân Chu. Nhưng hai sản phẩm chủ lực này đều rất bán chạy không chỉ ở Đông Hải mà còn ở tỉnh Tương Tây. Có thể nói, 100 khách hàng đến cửa hàng mua mỹ phẩm thì có đến 90 người mua hai loại sản phẩm này. Mà câu nói vừa nãy của Thẩm Bích Quân chính là thu hồi tất cả sản phẩm của công ty Danh Dương tại chi nhánh thành phố Liễu, điều này chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào công ty Danh Dương. Hừ, thật sự coi mình quan trọng sao, không có các người, chúng tôi vẫn có thể quản lý tốt chi nhánh thành phố Liễu sắc mặt vương vĩ khá bất ổn, nhưng cuối cùng ông ta vẫn thốt ra một câu hung hăng tàn nhẫn, gạt bỏ toàn bộ lời nói của thẩm bích quân và Chu Dương sang một bên. Ông ta chỉ biết Chu Dương đã chấp thuận, bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ chi nhánh thành phố Liễu chỉ có bọn họ là người định đoạt, mà vương vĩ với tư cách là cổ đông lớn nhất, đương nhiên có quyền phát biểu tuyệt đối. Có điều, lúc ông ta quay đầu nhìn những người khác, phát hiện sắc mặt của Diệp Phương có phần khó coi. Thế nào, Cô Phương lẽ nào không tin tưởng tôi sao? Giọng của Vương Vĩ có vẻ hơi hoài nghi, chính xác mà nói là gặng hỏi chất vấn. Trong cuộc đọ sức thầm lặng này, theo quan điểm của Vương Vĩ, hiển nhiên ông ta đã thắng, còn Chu Dương đã thừa nhận. Theo lý mà nói, mấy cộng sự này nên vui mừng mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra tám người cộng sự này, ngoài ông ta và Đinh Tuấn Phong có phần phấn khích ra thì mấy người còn lại cũng chỉ yên tâm hơn một chút. Còn Diệp Phương hoàn toàn ngược lại với bọn họ, trên mặt đầy lo lắng, giống như rời khỏi Chu Dương và công ty danh Dương thì bọn họ sẽ lập tức tan giá. Điều này khiến Vương Vĩ không thoải mái. Bản thân đã khiến Chu Dương nhượng bộ, điều này là chuyện nhiều người không làm được, theo lý mà nói, mọi người nên vui mừng mới phải. Diệp Phương với tư cách là cổ đông lớn thứ hai của chi nhánh thành phố Liễu, nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng, nhưng lúc này lại mang sắc mặt lo âu, Rõ ràng là đang hạ thấp tinh thần của người bên cạnh. Nếu như không phải chú ý đến cảm xúc của người khác, Vương Vĩ thậm chí muốn trở mặt với Diệp Phương ngay lập tức. Xét cho cùng, Diệp Phương vẫn là cổ đông lớn thứ hai của chi nhánh thành phố Liễu, tuy không nhiều bằng ông ta, nhưng vẫn không thể coi thường. Nếu Diệp Phương có ý đồ xấu, hợp tác với những người khác, chưa hẳn là không có khả năng lật đổ Vương Vĩ. Chương 550, suy tính của Vương Vĩ nghe thấy giọng điệu chất vấn của vương vĩ diệp phương hơi sững sờ đôi mắt đẹp của cô khẽ liếc nhìn vương vĩ trước đây vương vĩ sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với cô xem ra thái độ lần này của chu dương khiến vương vĩ có phần kiêu ngạo không biết mình là ai cũng không rõ mình có giá trị đến đâu tôi không hề nghi ngờ ông cho dù ông có nói mấy lời đó tôi vẫn tin tưởng ông đã có dự định riêng chỉ là ông đã từng nghĩ không có sản phẩm của công ty danh dương chi nhánh thành phố Liễu sẽ mất đi bao nhiêu khách hàng chưa?" Diệp Phương thản nhiên nói, ngay lúc này trong lòng cô đã chẳng còn hy vọng gì với Vương Vĩ nữa rồi. Nói thật lòng, cuộc đối đầu giữa Chu Dương và Vương Vĩ ban nãy khiến Diệp Phương có phần dao động, trong lúc nhất thời hơi thiếu quyết đoán, không biết nên đứng về bên nào. Thế nhưng bây giờ, cô đã xác định được chiến tuyến của mình. Từ sau khi Chu Dương và Thẩm Bích Quân bày tỏ thái độ Vương Vĩ không nghĩ đến việc chi nhánh thành phố Liễu nên làm gì trước tiên, mà lại Dương Dương tự đắc, đây căn bản không phải dáng vẻ của người làm việc lớn. Sau khi trong lòng đã có quyết định, Diệp Phương tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, cô thầm cảm thấy, Chu Dương vẫn còn rất nhiều người chống lưng chưa lộ diện. Nhưng Diệp Phương không rõ vì sao Chu Dương lại nhanh chóng nói ra mấy lời như vậy, mà không phải nghiêm khắc dạy dỗ Vương Vĩ. Những gì Diệp Phương nói Đương nhiên cũng là lời tận đáy lòng những người khác. Tất cả mọi người ở đây đều biết rất rõ, sản phẩm của công ty Danh Dương nổi tiếng như thế nào, bọn họ không chỉ tận mắt chứng kiến ở Đông Hải, ở tỉnh Tương Tây, Trường Sa mà còn cả ở thành phố Liễu. Nếu không tám người bọn họ cũng không thể nào cùng nhau lên kế hoạch thành lập chi nhánh tại thành phố Liễu. Mà bây giờ, Thẩm Bích Quân nói muốn rút toàn bộ sản phẩm của công ty Danh Dương ra khỏi chi nhánh thành phố Liễu, vậy thì chắc chắn sẽ mất đi một lượng lớn khách hàng trong một khoảng thời gian, bọn họ không thể tìm được thương hiệu tương đương có khả năng thay thế sản phẩm của công ty danh dương để lấp vào chỗ trống. Hừ, tôi thừa nhận sản phẩm của công ty danh dương thực sự rất tốt, rất được ưa chuộng, thế nhưng, cả nước không phải chỉ có bọn họ, các công ty lớn, thương hiệu lớn có rất nhiều, mọi người yên tâm, tôi đảm bảo sẽ tìm được sản phẩm thay thế chỗ trống do họ để lại. Nhưng tôi hy vọng mọi người có thể hợp lực cùng tôi, nếu như có người ăn cây táo rào cây sung, tất cả nỗ lực của chúng ta sẽ tan thành mây khói tới lúc đó đừng trách tôi trở mặt không nhận người quen vương vĩ lạnh lùng nói ánh mắt mang đầy ẩn ý sâu xa vô thức lướt qua diệp phương mấy người đinh tuấn phong tất nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của vương vĩ vẻ mặt khẽ thay đổi không biết đang nghĩ gì phía bên kia chu dương đã rời khỏi khách sạn trở về phòng mình xảy ra chuyện như vậy anh cũng không còn tâm trí tiếp tục đi chơi nữa phải giải quyết tốt chuyện tiếp theo mới là điều quan trọng nhất này, Chu Dương, anh sẽ không thực sự giao chi nhánh thành phố Liễu cho Vương Vĩ đấy chứ? Chuyện này không giống với phong cách của anh. Thẩm Bích Quân đi theo Chu Dương về tận phòng anh, thấy Chu Dương vẫn không nói lời nào, trong lòng hơi mơ hồ, cô không biết Chu Dương định làm gì, nhưng tình hình này cô không hiểu lắm, cho nên muốn hỏi cho rõ ràng. Ha ha, cô cảm thấy tôi là người như vậy sao? Chu Dương cười hỏi. Cũng đúng, những kẻ trước đây đụng đến anh đều không có kết cục tốt đẹp, xem ra trong lòng anh đã có chủ ý xấu xa gì rồi thẩm bích quân khẽ gật đầu ánh mắt lấp lánh tựa như đang nghĩ gì đó đột nhiên khẽ cười nói đôi mắt xinh đẹp quan sát chu dương cái đầu nhỏ của cô suốt ngày nghĩ gì vậy thật sự cho rằng tôi cũng có ý đồ xấu xa như vậy hả chu dương thấy hơi buồn cười vươn tay gõ nhẹ lên trán thẩm bích quân còn khuôn mặt trắng nõn của thẩm bích quân đột nhiên xuất hiện một vệt ửng hồng nhanh chóng lan ra cả mặt thậm chí sau tai và cả cổ đều đỏ lên một vùng lớn. Trước đây không phải Thẩm Bích Quân chưa từng có tiếp xúc thân thể với Chu Dương, nhưng mấy lần đó hầu như là vô tình, mà lần này lại không giống. Cái gõ chán nhẹ này rõ ràng chỉ là một hành động vô thức của Chu Dương. Nhưng nghĩ đến tình cảm của bản thân đối với Chu Dương, trong lòng Thẩm Bích Quân khó có thể kiềm chế cảm xúc do đó cô hơi hoảng loạn. "Cị, si, tôi thấy anh rõ ràng là người như vậy." thẩm bích quân liền nhanh chóng gạt tay chu dương ra trái tim đập thình thịch nhưng cô lập tức kìm nén cảm xúc hít sâu vài hơi lúc này mới bình tĩnh lại vệt ửng hồng trên mặt cũng từ từ biến mất nhưng từ đầu đến cuối đôi má ửng hồng của thẩm bích quân vẫn luôn tồn tại không hề tiêu tan chu dương đương nhiên cũng phát hiện ra sự kỳ lạ của thẩm bích quân trong phút chốc cảm thấy không biết phải làm sao có điều thẩm bích quân muốn đánh chống lảng vậy thì anh cũng sẽ không nhắc đến nữa giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thực ra tôi thấy không chỉ có một mình Vương Vĩ, mấy người khác bao gồm cả Diệp Phương đều có suy nghĩ giống nhau, đó là bọn họ đều có phần bất mãn với tôi, hoặc đối với việc lãnh đạo chi nhánh thành phố Liễu của công ty Danh Dương, nhưng hầu hết bọn họ đều vì sự tồn tại của tôi mà không dám nói ra, còn Vương Vĩ là vì tìm được chỗ dựa cho nên mới có dũng khí ngả bài với tôi. Chu Dương nhẹ nhàng nói, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt vô định nhìn phía trước. Tám người bọn họ đều là cổ đông của chi nhánh thành phố Liễu, tôi không thể thay thế tất cả họ cùng lúc, như vậy không thực tế, cũng lắm phiền phức. Nếu đã như vậy, tôi sẽ khiến họ tự mình đi làm, tôi không trợ giúp gì cả, để bọn họ xem thử, không có tôi, không có công ty Danh Dương, chi nhánh thành phố Liễu sẽ biến thành bộ dạng như thế nào. Có điều, mặc dù tôi không trợ giúp, nhưng lợi ích thu được từ chỗ tôi lúc trước, đương nhiên bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục sử dụng. Chu Dương cười nói: Nét mặt không hề thay đổi, nhưng theo bản năng, trong lòng Thẩm Bích Quân vẫn thấy hơi hồi hộp. "Còn nói không có ý xấu, nói mau, rốt cuộc anh định làm thế nào?" Cuối cùng Chu Dương vẫn không nói ra dự định của bản thân, mà chỉ để Thẩm Bích Quân từ từ theo dõi. Mặc dù lần này có vẻ như đám người Vương Vĩ trở mặt với Chu Dương là thiếu tôn trọng Chu Dương. Thế nhưng, với tư cách là chủ tịch của công ty Danh Dương, Thẩm Bích Quân cũng không được bọn họ tôn trọng đấy thôi. Và lại trước khi rời khỏi đại sảnh khách sạn, thẩm bích quân cũng từng nói, sẽ cho người rút hết toàn bộ sản phẩm của công ty danh dương khỏi chi nhánh thành phố Liễu. Nếu đã không có ý định để công ty danh dương chỉ đạo, thì công ty danh dương tất nhiên cũng không có nghĩa vụ đưa sản phẩm cho bọn họ dùng. Đây là chuyện hết sức bình thường. Thẩm Bích Quân gọi một cuộc điện thoại, mấy nhân viên cô dẫn theo từ Đông Hải liền nhanh chóng đến chi nhánh thành phố Liễu ngay trong đêm, thu hồi toàn bộ sản phẩm của công ty danh dương. Đương nhiên, Chu Dương cũng không nhàn rỗi, đợi Thẩm Bích Quân rời khỏi phòng, anh bắt đầu gọi điện thoại. Chương 551, trở mặt. Sự cố xảy ra ở chi nhánh thành phố Liễu, đương nhiên không thoát được con mắt của người dân thành phố Liễu. Cả tối qua, trong chi nhánh thành phố Liễu luôn ẩm ý, thậm chí có rất nhiều xe ra vào, đương nhiên cũng bị không ít người thấy. Mà ngày hôm sau, nhiều người lại đến chi nhánh thành phố Liễu, lúc muốn mua mỹ phẩm thì lại phát hiện, trên những giá hàng vốn đầy áp giờ gần như trống hơn nửa. Mà hai sản phẩm quảng bá chính của công ty danh dương, mặt nạ làm trắng da chống lão hóa và sữa rửa mặt tân chu, lại chẳng có lấy một bộ. Sao thế này, sao không có mặt nạ làm trắng da chống lão hóa và sữa rửa mặt tân chu chứ? Đúng đó, tôi cố tình đến để mua hai sản phẩm này, nếu không thì tôi đã không đến. Ông chủ đâu, chỗ các cô sao thế hả, sao lại thiếu nhiều sản phẩm thế mà các cô cũng không nhập thêm à? Đúng đó, chẳng lẽ ông chủ không muốn làm nữa? Hôm qua vẫn đắt khách mà, tôi rõ ràng nhìn thấy rất náo nhiệt. Những thứ còn thừa toàn cái quái gì đây? Mỹ phẩm rác, căn bản không đủ đẳng cấp, bình thường tôi chẳng thèm nhìn lấy một cái. Về thôi, nếu đã không có mỹ phẩm của công ty danh dương, vậy chúng ta còn ở đây làm gì? Các chị em, về thôi. Các khách hàng chỉ lượn trong chi nhánh thành phố Liễu một nửa, đã thấy được tình hình của chi nhánh, ngay lập tức bất mãn. Còn nhân viên trong chi nhánh cũng có khổ mà chẳng nói được, chẳng lẽ họ phải giải thích với những khách hàng này là vì cổ đông lớn nhất của chi nhánh mình gây sự à? Vì thế, các khách hàng bị lạnh nhạt lần lượt tức giận rời khỏi chi nhánh thành phố Liễu, trước khi đi, còn ném cho chi nhánh thành phố Liễu ánh mắt khinh thường. Mà sự thay đổi của chi nhánh thành phố Liễu cũng được lan truyền trong thời gian rất ngắn. Thoáng cái, không chỉ người thành phố Liễu, mà đến cả người ở Trường Sa, tỉnh Tương Tây, Đông Hải, Thậm chí nhiều nơi khác trên cả nước cũng biết sự cố ở chi nhánh thành phố Liễu. "Vương tổng, tình hình cực kỳ không tốt, đây là những gì chúng tôi thu thập được về một số bình luận về tình hình chi nhánh, bây giờ trên mạng đã có không ít chỉ trích." Khu văn phòng tầng 2 của chi nhánh thành phố Liễu, mấy người Vương Vĩ, Đinh Tuấn Phong, Diệp Phương ngồi bên trong, mỗi người một vẻ mặt. Sắc mặt ba người Diệp Phương, Triệu Thành, Thẩm Hải u ám, hiển nhiên là không ngờ, chỉ trong một đêm không những các sản phẩm của công ty danh dương có sẵn trong cửa hàng bị thẩm bích quân cử người mang đi, mà đến cả sản phẩm của công ty danh dương ở trong kho cũng bị người ta mang đi. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, muốn lấp đầy giá hàng rõ ràng là không làm được. Ba người nhìn Vương Vĩ, trong mắt toàn là lạnh lùng. Nếu không phải tại Vương Vĩ, thì chi nhánh thành phố Liễu căn bản sẽ không có chuyện như giờ, còn bọn họ cũng không phải lo lắng không thôi ở đây ánh mắt của mấy người bọn Vương Vĩ lại không hề bận tâm, nhận báo cáo thư ký đưa tới, đọc rất tùy tiện. Trong báo cáo này, đều là một số bình luận về chi nhánh thành phố Liễu ở trên mạng, có diễn đàn, có bách gia hào, một tài khoản chính thức, cũng có một số truyền thông cá nhân. Đọc những bình luận trong này, dù Vương Vĩ có bình tĩnh đến đâu thì lúc này hai mắt cũng có ánh lửa sắp phun trào. Ha ha, chi nhánh thành phố Liễu hôm qua chẳng phải quảng cáo rầm rộ lắm sao? sao chỉ trong một đêm đã biến thành thế này. Việc này ai mà ngờ được, nhưng tôi biết, Rocket Girl đã đến quảng bá rồi, ông chủ của chi nhánh này chắc không phải thằng ngu chứ. Một bộ bài đẹp mà đánh nát bét thế này. Hừ hừ, lầu trên toàn mấy người kiến thức hạn hẹp, để tao nói bọn mày nghe này, chi nhánh thành phố Liễu rõ ràng là đã chìm vào đấu đá nội bộ, nếu không sao tất cả sản phẩm của công ty danh dương trong một đêm đều rút hết về. Đúng đó, vậy tại sao lại xảy ra việc thế này chứ? chẳng lẽ ông chủ chi nhánh này làm gì có lỗi với công ty danh dương, chọc đến công ty danh dương sao? ông chủ của chi nhánh thành phố liễu đúng là đồ ngu, trong cửa hàng chẳng có đồ gì bán nữa rồi, cũng không biết đi nhập thêm, chẳng lẽ chết hết rồi sao? những bình luận này muôn màu muôn vẻ, thậm chí có người còn chĩa thẳng mũi dùi vào ông chủ chi nhánh thành phố liễu, chửi rủa luôn. còn vương vĩ khi đọc được những bình luận này đương nhiên biết ông chủ chi nhánh thành phố liễu bị những người này mắng chính là mình trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng những người này đều mắng chửi trên mạng, Vương Vĩ cũng không có cách nào lôi người ra dậy cho một trận. Hừ, một lũ chẳng hiểu cái gì, chỉ biết nói quảng nói xiên trên mạng. Vương Vĩ vứt báo cáo trong tay xuống đất, sầm mặt đứng dậy, đi qua đi lại trong văn phòng không ngừng. Mà ông ta lúc này cũng khiến những người khác kinh ngạc vô cùng. Vốn mọi người đều chìm trong việc chi nhánh thành phố Liễu làm sao để vượt qua khó khăn, bị Vương Vĩ làm ảnh hưởng thế này, không những làm gián đoạn suy nghĩ mà còn bị dọa nhảy dựng sắc mặt đương nhiên cũng không dễ nhìn có điều mấy người đinh tuấn phong quan hệ gần gũi vương vĩ coi như là châu chấu trên cùng một sợi dây đương nhiên không nói gì nhưng diệp phương thì khác diệp phương vốn định vạch rõ danh giới với vương vĩ dù chu dương nói ra lời như thế cô cũng không muốn cùng làm việc với vương vĩ giờ vừa hay có một cái cớ cô đương nhiên sẽ không bỏ qua hừ Vương Vĩ, giờ ông nổi giận thì có ích gì? Hôm qua chính ông nói sẽ tìm cách bù lại khoảng trống khi công ty danh dương rút sản phẩm, nhưng đến giờ, chẳng thấy ông có hành động gì, chẳng lẽ ông định qua quyết với bọn tôi thế à? Hay là nói Vương Vĩ ông tưởng chúng tôi dễ bắt nạt, muốn lừa chúng tôi trả giá cho sự ngạo mạn của ông? Diệp Phương lạnh lùng nói, đôi mắt đẹp nhìn vào Vương Vĩ, như một lưỡi dao. Không ít người chạm phải ánh mắt này, trong lòng đều giật thót, ngay lập tức nhìn tránh đi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không làm phiền Diệp Phương. dù sao, Vương Vĩ là cổ đông lớn nhất của chi nhánh thành phố Liễu, Diệp Phương là cổ đông lớn thứ hai, không phải người họ có thể tùy tiện động chạm. Diệp Phương lần này cũng khiến không ít người kinh ngạc trong lòng. còn Vương Vĩ thì sắc mặt lại u ám vô cùng. Diệp Phương, tôi tôn trọng cô, gọi cô một tiếng chị Phương. cô đừng có tưởng mình thực sự quan trọng thế, không có cô, tôi vẫn có thể kinh doanh tốt chi nhánh thành phố Liễu này. Vương Vĩ gần giọng nói. Ông ta không ngờ Diệp Phương lại đứng ra chỉ trích ông ta lúc này. Bao lâu nay, Vương Vĩ đều rất kiêng rẻ thực lực và thân phận của Diệp Phương. Ngày trước khi ông ta còn chưa hợp tác với Khổng Huy, ông ta vẫn luôn đối xử cẩn thận từng ly từng tí với Diệp Phương. Vì Vương Vĩ biết, Diệp Phương người cũng đến từ Đông Hải như ông ta, thực tế là vợ của người cầm lái một tập đoàn quy mô lớn. Vì mối quan hệ hợp tác giữa công ty đó và công ty Danh Dương nên Diệp Phương mới đích thân đến tỉnh Tương Tây một chuyến. Nhưng giờ Vương Vĩ đã hợp tác được với Khổng Huy, mà Vương Vĩ cũng biết, Khổng gia của Khổng Huy không hề kém hơn tập đoàn của chồng Diệp Phương, trong lòng đương nhiên cũng đã có tự tin. Cộng thêm tâm trạng ông ta hiện giờ vốn đã không vui, lại bị Diệp Phương nói thế, nên mở miệng uy hiếp luôn. Ở tỉnh Tương Tây, ông ta có đủ tự tin chèn ép được Diệp Phương, khiến cô không thể làm được gì chương 552, mỗi người một ngả. Ha ha, vương vĩ, lúc trước sao tôi lại không nhận ra ông thích chết thế nhỉ, mất công tôi còn tưởng ông cẩn thận lắm, là một cộng sự rất tốt, nhưng xem tình hình hiện giờ, đúng là tôi mắt lé rồi. Diệp Phương cong khóe môi, nở nụ cười thản nhiên, sự tức giận trên gương mặt cũng biến mất tâm, cứ như vừa nãy chẳng xảy ra chuyện gì cả. Có điều, nếu ông đã tự tin thế thì ông tự chơi đi, tôi không hầu nữa. Nói rồi, Diệp Phương cũng không nhìn phản ứng của Vương Vĩ và những người khác, sách túi lên xoay người định đi thẳng ra ngoài. Diệp Phương, cô láo qua đó. Đúng lúc này, Vương Vĩ quát to, nhìn chằm chằm vào Diệp Phương, trong đôi mắt răng đầy tơ máu, như một con thú hoang khát máu, dường như chỉ cần Diệp Phương còn tiếp tục cử động, là ông ta sẽ không do dự lao đến, há to cái miệng đỏ lòng, cắn xé Diệp Phương. Diệp Phương, cô tưởng có chồng cô chống lưng thì tôi sẽ không dám động vào cô à. Cô phải biết đây là tỉnh Tương Tây, là thành phố Liễu, không phải Đông Hải." Sắc mặt Vương Vĩ u ám đến cùng cực, ông ta đã cố hết sức không muốn xảy ra xung đột với Diệp Phương, dù đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Khổng Huy, ông ta cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn ngả bài với Diệp Phương. Nhưng bây giờ, Diệp Phương chủ động ngả bài với mình, thậm chí tuyên bố muốn rút lui. Làm vậy chính là muốn phá hoại kế hoạch của Vương Vĩ, Vương Vĩ đương nhiên sẽ không đồng ý. Vương Vĩ ông biết ông đang nói gì không vẻ mặt diệp phương lạnh lùng nghiêm nghị đôi mắt nhìn xoáy lên mặt vương vĩ lạnh nhạt nói không có chút tình cảm nào diệp phương không biết rốt cuộc là ai đã cho ông ta tự tin để nói chuyện với mình thế này dù không nhờ cậy sự giúp đỡ của chu dương thì chỉ dựa vào sức mạnh của gia tộc cô cũng đủ khiến vương vĩ biến mất khỏi thế giới này mấy trăm lần rồi hơn nữa cô đến tỉnh tương tây một mình là vì hợp tác với chu dương và công ty danh dương chỉ vì tạo cảm giác tồn tại trước mặt Chu Dương, sau đó khi về lại Đông Hải, có thể tiếp xúc và hợp tác sâu hơn. Còn về Vương Vĩ, chẳng qua chỉ là một cộng sự mà Diệp Phương chọn bừa thôi. Ngày trước cô nhìn chúng Vương Vĩ, chọn hợp tác với ông ta là vì thích sự cẩn trọng của Vương Vĩ. Xuất thân của Vương Vĩ ở Đông Hải chẳng là gì cả, một khi mắc sai lầm rất dễ rơi vào bước đường cùng không thể gượng dậy nổi, nên bao nhiêu năm qua, vẫn luôn cẩn thận làm người làm việc không xuất hiện sai lầm quá nghiêm trọng vì vậy vương vĩ làm bất cứ việc gì đều nghĩ trước nghĩ sau lập kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ còn điều diệp phương cần chính là sự thận trọng và vững bước như vậy nhưng vương vĩ hiện giờ như một người khác hoàn toàn với trước đây vương vĩ lúc này tạo cho diệp phương cảm giác cực kỳ khó chịu cứ như một người sau khi đột nhiên có được thực lực vượt xa lúc ban đầu bỗng nhiên trở nên cực kỳ hống hách nếu là trước đây Vương Vĩ căn bản không dám nói lớn tiếng với Diệp Phương như vậy, càng đừng nói đến việc nói ra lời hỗn láo với Diệp Phương như thế này. Ha ha, tôi đương nhiên biết tôi đang nói gì, chỉ có điều giờ chúng ta ở trên cùng một con thuyền, nếu chị Phương rời đi, thì con thuyền này chẳng phải sẽ tròng trành sao? Sắc mặt Vương Vĩ đột nhiên thay đổi, trở nên nhã nhặn, khác hẳn với vẻ u ám vừa nãy. Trừ khi, trừ khi cái gì? Diệp Phương thản nhiên nói, ánh mắt rơi xuống mặt Vương Vĩ mãi không rời đi còn ánh mắt những người khác cũng ngay lập tức rơi xuống mặt vương vĩ họ cũng muốn biết trừ khi vương vĩ nói rốt cuộc là gì ha ha chị phương đừng căng thẳng thế chứ tôi sẽ không làm gì cô đâu cô muốn đi cũng được nhưng cô phải giao cổ phần trong tay cô ra nếu cô đã chọn rút lui vậy giao cổ phần trong tay ra cũng hợp lý nhỉ giọng vương vĩ rất tùy ý cứ như đang nói một việc còn con cực kỳ bình thường nhưng lời này khi vào tai mọi người lại như xét đánh giữa trời quang, mọi người đều sửng sốt nhìn vương vĩ. Thế mà là cổ phần. Cổ phần chi nhánh thành phố Liễu toàn bộ đều ở trong tay 8 người bọn họ, trong đó cổ phần của vương vĩ nhiều nhất là cổ đông lớn nhất. Còn cổ phần trong tay Diệp Phương thì chỉ ít hơn vương vĩ. Nếu vương vĩ có thể lấy được cổ phần trong tay Diệp Phương, vậy ông ta sẽ có đủ quyền khống chế với chi nhánh thành phố Liễu, dù những người khác phản đối ông ta cũng không thể làm được nhưng mà nếu cổ phần lấy dễ vậy thì mọi người còn vất vả lo lắng thế này làm gì mọi người tập trung lại với nhau trở thành cộng sự không phải vì muốn mở ra được một thị trường ở tỉnh tương tây sau đó kiếm tiền sao mà nếu gặp chút vấn đề đã bán cổ phần vậy mọi việc làm ngày trước còn có ý nghĩa gì chứ nghĩ đến đây mấy người đều nhìn diệp phương trong lòng họ diệp phương nhất định sẽ không đồng ý nếu không tất cả những gì diệp phương làm ngày trước đều là việc vô ích được, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là Diệp Phương không từ chối, mà bình tĩnh đồng ý luôn. Diệp Phương thản nhiên nói xong thì lấy một phần tài liệu trong túi ra. Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần của tôi, chỉ cần ông ký tên vào đây là có thể mua được cổ phần trong tay tôi với giá ban đầu. Diệp Phương bình tĩnh nói, tùy tiện ném tài liệu trong tay về phía Vương Vĩ. Lúc này, dù là Vương Vĩ cũng bất ngờ, vươn mạnh tay ra định đón, nhưng lại bị sofa phía trước người ngáng chân cả người văng về phía trước. Á, à, việc này cũng quá đột ngột, những người khác căn bản không kịp phản ứng. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đợi mọi người tỉnh táo lại định qua đỡ Vương Vĩ thì Vương Vĩ đã ngã thẳng cẳng xuống đất, cả mặt tiếp xúc thân mật với mặt đất. Mà tài liệu lúc nãy Diệp Phương quăng qua thì lẻ loi rơi trước mặt Vương Vĩ. Sau khi ký tên thì mang qua cho tôi, tôi tin ông sẽ rất vui lòng. Còn Diệp Phương không hỏi han gì, lạnh lùng để lại một câu rồi mở cửa đi luôn dầm một tiếng vang trầm đục cửa phòng bị sập mạnh ánh mắt mọi người trong phòng đều rơi xuống người vương vĩ sáu người mỗi người một vẻ mặt vương vĩ chậm rãi đứng dậy sắc mặt tím tái da mặt thậm chí còn bị sàn nhà cọ rách một chút có vết máu rỉ ra nhìn tài liệu dưới chân một cái vương vĩ cao mày nhưng không lâu sau đã giãn ra ngồi thụp xuống nhặt toàn bộ tài liệu lên được rồi Giờ cộng sự chỉ có 7 người chúng ta. Cất tài liệu đi, hình như tâm trạng Vương Vĩ đột nhiên tốt hẳn lên, ánh mắt nhìn 6 người khác cũng trở nên bình thường hơn nhiều. Deng, Deng, Deng. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Vĩ đột nhiên gieo vang. Vương Vĩ cau mày, trong lòng hơi không vui, thế mà có người lại gọi điện cho mình vào lúc này, đúng là không biết nặng nhẹ. Đang định dạy cho đối phương một bài, nhưng khi Vương Vĩ mở điện thoại, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến trên màn hình thì sắc mặt vương vĩ đầu tiên hơi cứng ngắc một lúc, sau đó lộ vẻ mừng như điên. chương 553, sức mạnh của vương vĩ. Ồ, được rồi, không sao, cảm ơn nhé. Sau khi cúp máy, vương vĩ không giấu nổi vẻ tươi cười trên mặt mình, cả sáu người còn lại cũng tò mò liếc nhìn, không hiểu vương vĩ đột nhiên cười cái gì, lẽ nào cuộc gọi vừa rồi có chuyện gì tốt. Ha ha, chuyện tốt, hôm qua tôi đã nói, cho dù không có công ty danh dương, chúng ta vẫn có thể quản lý tốt việc kinh doanh của chi nhánh thành phố Liễu. Người tôi tìm kiếm để giúp bù đắp chỗ trống cho sản phẩm của công ty danh dương đến rồi. Khách sạn Khải Nguyên Sau khi ngả bài với Vương Vĩ, Chu Dương đã quay lại khách sạn thành phố Liễu. Sáng sớm hôm nay ngay lập tức đưa tất cả mọi người về trường Sa, trở lại khách sạn Khải Nguyên của Chu Thiều Hoa. Lúc này, trong phòng Chu Dương có một nhóm người đang ngồi cùng nhau, nhưng sắc mặt mọi người đều không tốt lắm. Chu Dương, chẳng lẽ chúng ta không làm gì hết sao? Trên mặt Thẩm Bích Quân lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Chu Dương, hạ giọng hỏi. Hôm qua cô đi cùng Chu Dương đến nói chuyện với đám người Vương Vĩ, cho nên cô biết rất rõ thái độ của Vương Vĩ. Ban đầu, Thẩm Bích Quân còn tưởng rằng Chu Dương có cách khác để chừng trị Vương Vĩ, để ông ta hiểu ra, không phải ai cũng có thể làm được đến trình độ như công ty Danh Dương. Thế nhưng đã qua một ngày một đêm, Chu Dương vẫn không có hành động gì mà ở trên mạng, tin tức về chi nhánh thành phố Liễu cũng rất ít. Nếu như không cố ý tìm kiếm, căn bản sẽ chẳng biết được. Điều này hoàn toàn khác với dự đoán của thẩm bích quân, vì vậy cô vô cùng nghi hoặc, không biết Chu Dương rốt cuộc có ý định gì. Đúng vậy, Chu Tổng, Vương Vĩ thực sự quá vô lương tâm rồi, nếu như không có Chu Tổng, Vương Vĩ vẫn chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ nhoi ở Đông Hải, vốn dĩ không thể có được địa vị như bây giờ, vậy mà ông ta dám đối đầu với anh đúng đó chu tổng người này căn bản không đáng để anh phải tức giận sau này tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác với vương vĩ nữa tôi cũng thế chúng tôi sau này cũng tuyệt đối không hợp tác cùng vương vĩ cả tôi nữa ngay sau đó hơn chục người tuyên bố sẽ cắt đứt mọi giao dịch kinh doanh với vương vĩ cô lập hoàn toàn vương vĩ khỏi các mối làm ăn của họ chu dương anh có biện pháp rồi đúng không tạ linh ngọc vẫn luôn im lặng đột nhiên mím môi chậm rãi nói mà giọng điệu trong câu nói của tạ Linh Ngọc cho thấy cô rất tin tưởng Chu Dương. Hi hi, em tin là lão đại nhất định sẽ có cách, bằng không vương vĩ đó không thể sống yên ổn đến tận bây giờ. Tô Vĩ cũng cười nói, cậu ta vẫn luôn sùng bái và kính trọng Chu Dương, đối với nhận định của Chu Dương đương nhiên sẽ suy nghĩ theo hướng tốt nhất. He he, nhóc con, cần chị Linh giúp cậu không? Chị Linh nhớn mày, nhẹ nhàng nói, thế nhưng lời nói cũng không quá nghiêm túc. Được rồi, mấy người không cần nói nữa dựa vào sự hiểu biết của mấy người về tôi tôi là người dễ bỏ qua như vậy sao hơn nữa còn là với người chống đối lại tôi chu dương bất đắc dĩ trả lời xua tay tỏ ý bảo mọi người đừng nói nữa có điều chu dương nói xong mọi người cũng không lên tiếng cả căn phòng đột nhiên vô cùng yên tĩnh chu dương cảm thấy kỳ lạ liếc nhìn mấy người họ mới phát hiện ánh mắt mọi người đều rất kỳ quái tựa như đang nhìn một người xa lạ Sao vậy, trên mặt tôi có gì à? Được rồi, tôi không phải sẽ bỏ qua, chỉ là đang đợi, tôi dám nói mấy lời đó với Vương Vĩ, tất nhiên đã có dự tính, Vương Vĩ cảm thấy rằng dựa vào mấy người bọn họ là có thể phát triển chi nhánh thành phố Liễu của công ty Danh Dương được như bây giờ sao? Nếu đã vậy tôi sẽ cho ông ta một cơ hội, để ông ta tự mình chơi đùa trước, vui vẻ một hồi, sau đó. Chu Dương không nói nhiều, nhưng vài tin tức tình cờ được tiết lộ khiến mọi người trong phòng sướng sờ một phen, ánh mắt nhìn Chu Dương càng thêm cẩn trọng. Họ không ngờ Chu Dương lại có ý định này. Nghĩ đến sắc mặt của Vương Vĩ sau này, ai cũng cảm thấy thích thú. Mấy người vừa thề sẽ vạch rõ ranh giới với Vương Vĩ trong lòng lại vô cùng chấn động, ánh mắt nhìn Chu Dương càng thêm kiêng nể. Sau khi nghe về chuyện của Vương Vĩ, không phải chưa từng ảo tưởng, thậm chí cũng có người đã có dự định như vậy rồi nhưng nghĩ đến kết cục vương vĩ có thể phải chịu nếu bản thân cũng làm vậy thì sẽ có kết quả ra sao mọi người đều hít một hơi thật sâu trôn chặt ý nghĩ ấy trong lòng các kệ hàng của chi nhánh thành phố liễu đã nhanh chóng được phủ kín do buổi sáng trên kệ không có sản phẩm không ít khách hàng tức giận rời đi vương vĩ vì đền bù tổn thất này đã tổ chức chương trình khuyến mãi vô cùng lớn dù sao bây giờ ông ta đang hợp tác với khổng huy tiền bạc trong tay đủ để chống đỡ cho đợt khuyến mãi này Kế hoạch quảng bá của Vương Vĩ thực sự khá tốt, hoạt động khuyến mãi vừa tiến hành, lập tức thu hút không ít khách hàng. Ơ, ờ, đây là Perlite đúng không? Ở đây cũng có sao. Đúng vậy, hôm qua tôi đến xem, nơi này vẫn chưa có Perlite mà. Kệ đi, tốt quá rồi, tôi thích nhất là Perlite, hiệu quả vô cùng tốt. He he, tôi cũng thích dùng, quan trọng là mỹ phẩm dành cho nam của Perlite càng thêm tuyệt vời, là loại tốt trong nước. Rất nhiều khách hàng thấy quảng cáo khuyến mãi của chi nhánh thành phố Liễu thì nhau ùa vào cửa hàng muốn xem thử. Nhưng khi họ nhìn thấy hầu như toàn bộ sản phẩm trong chi nhánh thành phố Liễu đều là của Perlite, tất cả đều bị bất ngờ. Perlite là một nhãn hiệu nổi tiếng toàn quốc thuốc tập đoàn hóa chất liên doanh với nước ngoài. Các sản phẩm do Perlite sản xuất không chỉ được ưa chuộng ở Hoa Hạ mà còn ở các nước lận cận, thậm chí là cả châu Âu, châu Mỹ đặc biệt là dòng mỹ phẩm dành riêng cho nam giới của hãng này thuộc loại hàng đầu. Tuy nhiên các gian hàng chuyên bán mỹ phẩm Perlite trong nước luôn nằm trong các trung tâm mua sắm lớn, rất ít có cửa hàng chuyên biệt. Quan trọng nhất là đã là quầy chuyên bán Perlite, các nhãn hiệu mỹ phẩm khác tuyệt đối không được phép bày bán. Nhưng bây giờ, ở chi nhánh thành phố Liễu này ngoài Perlite ra, còn có một số thương hiệu mỹ phẩm nhỏ khác, thậm chí có vài loại là sản phẩm bản địa của tỉnh Thương Tây, mọi người đương nhiên đều rất quen thuộc. Nhìn thấy dòng người kéo dài không dứt trong cửa hàng, Vương Vĩ đứng trên tầng 2, trên mặt nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. Mà sáu người còn lại cũng thả lỏng hơn nhiều. Nhất là Thẩm Hải và Triệu Thành, tâm trạng hai người càng thêm nhẹ nhõm. Thực ra ban đầu bọn họ đứng về phía Diệp Phương, nhưng cuộc đối thoại giữa Vương Vĩ và Chu Dương, đặc biệt là việc Vương Vĩ chất vấn Chu Dương khiến bọn họ có suy nghĩ khác. Buổi sáng trong cửa hàng vô cùng vắng vẻ làm họ rất lo lắng. Tuy nhiên tình hình bây giờ khiến hai người thả lỏng không ít, cảm thấy mình đã làm đúng. Dựa vào chính mình cũng có thể quản lý tốt chi nhánh thành phố Liễu, không cần dựa vào danh tiếng của công ty Danh Dương. Chương 554, chuẩn bị. Nghĩ đến đây, hai người Thẩm Hải và Triệu Thành liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai người đều lộ ra vẻ vui mừng. Họ đã cược đúng rồi. Sao nào, bây giờ các người có lẽ tin tôi rồi chứ? Cho dù không có Chu Dương, không có công ty Danh Dương thì chúng ta cũng có thể quản lý tốt chi nhánh này, nói không chừng còn có thể trở thành một công ty danh dương tiếp theo. Vương Vĩ Oai Phong lẫm liệt nói, duỗi hai tay ra, tạo nên một tư thế mạnh mẽ. Ha ha, Vương Tổng nói như vậy là sao, không phải chúng tôi vẫn luôn đi theo bên cạnh Vương Tổng à? Ninh Tuấn Phong cười nói, ánh mắt rực sáng, hắn liếc nhìn Thẩm Hải và Triệu Thành, sau đó nhanh chóng chuyển rời ánh mắt sang chỗ khác. Đúng vậy, không ngờ Vương Tổng lại có mối quan hệ này, giờ chúng ta có sản phẩm của Purae, cho dù không có sản phẩm của công ty danh dương, thì căn bản chúng ta cũng không cần phải lo lắng rồi. đúng vậy, vương tổng, xem ra lần này chu dương bị ôm và thẳng vào mặt rồi. chuyện này nếu được truyền ra bên ngoài, nhất định danh tiếng của ông sẽ vô cùng vinh quang. ha ha, ai cũng biết chu dương là một người kiêu ngạo và độc đoán, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc và ý kiến của người khác. bây giờ vương tổng mạnh mẽ trễ diều anh ta. Khiến anh ta biết rằng thế giới này không phải cứ rời khỏi anh ta thì sẽ không chuyển động. Có Đinh Tuấn Phong dẫn đầu, một số người khác sẽ tự nhiên cũng hùa vào xu nịnh theo. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Hải và Triệu Thành là chưa lên tiếng. Sao vậy, Thẩm Hải, Triệu Thành, lẽ nào hai người còn có ý kiến sao? Đinh Tuấn Phong nheo mắt lại, khóe miệng không giấu được sự châm chọc. Những người khác thấy vậy cũng dùng ánh mắt thâm sâu nhìn Thẩm Hải và Triệu Thành. Còn Thẩm Hải và Triệu Thành chỉ thầm cười gược, họ sớm nên nghĩ ra rằng mình sẽ bị đối đãi như thế này. Đúng ra mà nói, thật sự đứng cùng thuyền với Vương Vĩ cũng chỉ có Đinh Tuấn Phong và những người khác, còn Thẩm Hải và Triệu Thành chỉ vừa mới lên xe giữa chừng mà thôi. Trước đó, hai người họ vẫn đứng về phía Diệp Phong và đối đầu với Vương Vĩ. Bây giờ đám người Vương Vĩ đều có phòng bị với họ, chuyện này cũng là điều bình thường. Không tệ, cách làm của Vương Tổng rất tốt, xem ra tên chu dương kia cũng không ngờ rằng vương tổng lại có mối quan hệ với pơ lai chúc mừng vương tổng từ nay về sau chi nhánh thành phố liễu này ông sẽ là người có tiếng nói quyết định tôi nhất định sẽ học hỏi làm theo thẩm hải và triệu thành không còn cách nào khác chỉ có thể đưa ra hai lời khen ngợi dù sao thì bây giờ tất cả mọi người đều đã ở trên cùng một con thuyền bị người khác phân biệt đối xử thì cũng không phải là một chuyện tốt đẹp gì thấy bọn họ ngoan ngoãn nghe lời như vậy Vương Vĩ và Đinh Tuấn Phong liếc nhìn nhau, khóe miệng hơi nhếch lên rất hài lòng. Mà bởi vì có sản phẩm của Perlite, cùng với sự xuất hiện của Rocket Girl trong lễ khai trương, do đó lượng truy cập và sức hút đều đổ dồn về chi nhánh thành phố Liễu, ngay cả khi không có sản phẩm của công ty danh dương, thì chi nhánh thành phố Liễu cũng không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Thấm thoát một tuần trôi qua. Trong một tuần này, hoạt động kinh doanh của chi nhánh thành phố Liễu đang rất thịnh vượng mặc dù không nổi tiếng như các cửa hàng chính như Đông Hải và Trường Sa, nhưng bây giờ chi nhánh thành phố Liễu cũng coi như rất thịnh vượng rồi, nhìn toàn bộ các cửa hàng trên khu phố đi bộ thì không có cửa hàng nào có thể so sánh được với cửa hàng này. Mà Vương Vĩ vì để vạch rõ ranh giới với Chu Dương, nên ông ta trực tiếp đổi tên chi nhánh thành phố Liễu. Mỹ phẩm thành phố Liễu Vương Vĩ nhìn tấm biển được sửa đổi, ông ta không nhịn được mà nở một nụ cười thích thú. Một tuần nay, Mặc dù công việc kinh doanh trong cửa hàng rất tốt, doanh thu hàng ngày, hay lợi nhuận thu về đều rất béo bở, nhưng Vương Vĩ vẫn luôn đề cao cảnh giác. Mặc dù trước đó Chu Dương đã nói cho Vương Vĩ một cơ hội, để ông ta tự mình chơi đùa. Nhưng Vương Vĩ không phải là con nít, không phải Chu Dương cứ đưa ra yêu cầu nào thì ông ta cũng răm rắp làm theo được. Vì vậy, cả tuần nay Vương Vĩ đã ngồi trong mỹ phẩm thành phố Liễu, Cẩn thận quan sát tình hình bên trong và bên ngoài cửa hàng để đề phòng trường hợp Chu Dương nhúng tay vào. Nhưng điều khiến Vương Vĩ ngạc nhiên là một tuần đã trôi qua, không có bất kỳ sự cố nào xảy ra ở mỹ phẩm thành phố Liễu, cũng không có ai đến gây rối, cứ như thể đây là một cửa hàng kinh doanh bình thường, không có ai đến làm phiền. Lẽ nào Chu Dương thực sự chịu thua? Vương Vĩ nghi ngờ, một tuần đã trôi qua mà bên phía Chu Dương vẫn không có một chút động tĩnh nào. Vương Vĩ biết rằng với tính cách của Chu Dương, nếu anh muốn trả đũa ai đó thì nhất định sẽ trả đũa càng sớm càng tốt, sẽ không chỉ hoãn quá lâu rồi mới ra tay. Do đó sau một tuần Vương Vĩ mới xác định là Chu Dương hoàn toàn không có ý định đến gây rối cho mình và Mỹ phẫm thành phố liễu. Hừ, tôi còn tưởng cậu có thủ đoạn ghê gớm nào, hóa ra cũng chỉ có thế thôi. Vương Vĩ đắc ý thầm nghĩ trong lòng, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đến chỗ hẹn. Tối nay, ông ta có hẹn ăn cơm với Khổng Huy, nhân tiện Khổng Huy sẽ giới thiệu ông ta với vài người bạn. Vương Vĩ biết rõ, nếu như Khổng Huy đã nói như vậy, thì chắc chắn những người bạn trong miệng hắn đương nhiên sẽ không phải là người bình thường. Với thân phận và địa vị của Khổng Huy ở Khổng Gia, những người bạn mà hắn nhắc đến chắc chắn phải cùng đẳng cập với hắn. Ánh mắt Vương Vĩ thay đổi, trong đầu liền nghĩ đến Đinh Tuấn Phong và mấy người khác, nhưng sau khi nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ một hồi, Ông ta vẫn lắc đầu bỏ qua, tự mình rời khỏi mỹ phẩm thành phố Liễu. Có điều, Vương Vĩ không hề hay biết, lúc này trong khách sạn Khải Nguyên ở Trường Sa, Chu Dương đang đứng trong phòng, nhìn dòng người nhộn nhịp, xe cộ nối đuôi nhau ở bên dưới, khóe miệng anh không khỏi nhếch cong lên. Một thời gian dài như vậy có lẽ cũng đủ rồi, nếu đã thế thì giấc mộng đẹp này cũng nên tỉnh lại thôi. Thầm thì một câu, Chu Dương đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa vào, rồi lấy điện thoại ra gọi vài cuộc điện thoại ngay khi chu dương kết thúc cuộc điện thoại thẩm bích quân vội vàng chạy tới nhìn thấy chu dương hai mắt cô sáng rực lên anh muốn ra tay rồi sao ừ chu dương không phủ nhận mà trực tiếp thừa nhận dù sao chuyện này cũng không phải chuyện gì bí mật mà bây giờ cũng không cần che đậy cho dù không nói ra một ngày nào đó mọi người cũng sẽ phát hiện tốt hư từ lâu nhìn thấy tên vương vĩ kia đã không vừa mắt rồi không ngờ đến tận bây giờ anh mới ra tay thẩm bích quân hờn dỗi trợn mắt với chu dương giẫm lên đôi giày cao gót của mình tiếng giày cao gót vang lên cộc 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 trực tiếp rời khỏi phòng cùng lúc đó trong câu lạc bộ tư nhân cao cấp ở thành phố liễu vương vĩ đứng bên ngoài một phòng vip cẩn thận chỉnh sửa quần áo khẽ liếc nhìn phía sau có hai người mặc đồ đen mà hai người đàn ông mặc đồ đen đang nhìn chầm chầm vào vương vĩ vương vĩ tin rằng chỉ cần mình có một chút hành vi kỳ lạ thì hai người này có lẽ sẽ ra tay ngay lập tức Khụ khụ. Sau khi ho khan vài tiếng, Vương Vĩ mỉm cười đẩy cửa bước vào trong phòng VIP. Ông ta biết lần này số phận của mình sắp thay đổi. "Khổng thiếu gia, tôi đến rồi." Chương 555, người đẹp. Vương Vĩ bước vào phòng VIP, ánh mắt ngay lập tức nhìn Khổng Huy đang ngồi ở giữa ghế sofa. Lúc này Khổng Huy đang ôm ấp hai cô gái xinh đẹp lãng lơ, cười nói vui vẻ. "Khổng thiếu gia." Thấy Khổng Huy đang nói chuyện với mấy người mà mình không quen biết, Vương Vĩ cũng không nhiều lời, chỉ chào hỏi rồi ngồi xuống. Dĩ nhiên, với thân phận và địa vị của Vương Vĩ, bây giờ chỉ có thể ngồi ở bên mép của ghế sofa. Nhưng dù vậy, Vương Vĩ cũng cảm thấy có vinh hạnh lớn. Dẫu sao, khổng gia có lực thực như thế nào, ông ta cũng biết được ít nhiều từ miệng khổng huy. Thậm chí, ngay cả giang gia một trong những gia tộc lớn ở tỉnh Tương Tây, cùng không dám làm càn trước mặt khổng gia. Ha ha, Vương Vĩ, cuối cùng anh cũng đến rồi, nào lại đây, tôi giới thiệu với anh hai người bạn. Khổng Huy nhếch miệng cười nhìn Vương Vĩ, sau đó vỗ nhẹ vào mông của hai người đẹp đang ôm trước ngực, chọc cho hai cô gái hờn rỗi một tiếng, lúc này mới đành lòng đứng dậy rời đi. Đây là người quen của tôi, quan hệ thân thiết, tên là Vương Vĩ, trước kia làm việc dưới trướng Chu Dương, chi nhánh thành phố Liễu là do anh ta lên kế hoạch thành lập, dĩ nhiên bây giờ đang hợp tác với tôi. Vương Vĩ, Người này là Giang Phong, Giang thiếu gia của gia tộc Giang gia ở Trường Sa. Khổng Huy mỉm cười, giới thiệu Vương Vĩ và Giang Phong. Nhưng lần này hắn giới thiệu cũng không phải tùy ý, mà có trọng điểm. Lúc Khổng Huy giới thiệu Vương Vĩ giống như đang giới thiệu người qua đường, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngược lại, giọng điệu khi hắn giới thiệu Giang Phong rất nghiêm túc, giống như đang cảnh cáo Vương Vĩ, nhất định phải tôn kính Giang Phong, càng không thể bất kính với Giang Phong. Giang thiếu gia. Vương Vĩ nghe thấy vậy, trong lòng hết sức kinh ngạc, ông ta không ngờ rằng, người vừa trò chuyện vui vẻ với Khổng Huy ở trước mặt, lại là người của Giang gia, hơn nữa còn là Giang thiếu gia. Chẳng lẽ Khổng gia có quan hệ thân thiết chặt chẽ với Giang gia? Tuy nhiên những nghi vấn này chỉ thoáng qua trong đầu ông ta một phút chốc, sau đó ông ta lập tức đứng dậy, cúi người chào hỏi Giang Phong. Dẫu sao, bất kể là từ phương diện nào, thực lực, địa vị hay thân phận thì vương vĩ cũng không thuộc một cấp bậc với giang phong thậm chí bản thân vương vĩ cũng biết trong lòng khổng huy chắc chắn địa vị của ông ta cũng không thể bằng giang phong ừ giang phong chỉ khẽ gật đầu rồi ừ một tiếng không nói gì nhiều thậm chí từ đầu đến cuối trừ lúc vương vĩ bước vào phòng hắn cũng không thèm liếc nhìn ông ta mà vương vĩ cũng không cảm thấy có gì không hài lòng dẫu sao sự tranh lệch giữa hai bên lớn như vậy đối phương tỏ thái độ này cũng rất bình thường. Nào đến đây, Vương Vĩ, nói cho tôi nghe, cái tên Chu Dương đó thế nào rồi? Có động tính gì không? Khổng Huy cũng không hề để ý đến suy nghĩ trong đầu của Vương Vĩ và Giang Phong, hắn chỉ quan sát Giang Phong một lúc, phát hiện không có vấn đề gì, còn về cảm xúc của Vương Vĩ, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Trong mắt Khổng Huy, Vương Vĩ chẳng qua chỉ là người có giá trị lợi dụng còn việc mối quan hệ giữa chu dương và vương vĩ đã dạn nứt. ngay lúc đó vương vĩ đã báo cáo cho khổng huy. mà P lai được đưa vào bán ở cửa hàng chi nhánh cũng nhờ vào sự giúp đỡ của khổng huy. một tuần nay khổng huy bảo vương vĩ kiên nhẫn chờ đợi. hắn muốn nhìn xem rốt cuộc chu dương có thật sự muốn mặc kệ chi nhánh thành phố liễu hay không. mà hôm nay vừa tròn một tuần lễ, vương vĩ tới đây là có chuyện gì? khổng huy ngẫm nghĩ một lát liền có thể đoán được một vài phần. he he khổng thiếu gia. Chu Dương không có chút động tính nào, từ sau khi tôi ngửa bài với cậu ta và các cộng sự đều đứng về phía tôi, cậu ta đã ngay lập tức trở về khách sạn, qua ngày thứ hai đã rời khỏi thành phố Liễu, trở lại trường Sa. Vương Vĩ cười nói, đôi mắt híp lại, trông có vẻ giống như con thú cưng vô hại, hết sức hiền lành. Mà một tuần nay, tôi cũng một mực quan sát ở cửa hàng mỹ phẩm thành phố Liễu, không phát hiện điều gì bất thường, xem ra Chu Dương đã từ bỏ rồi. Tâm trạng của Vương Vĩ rất tốt, không chỉ bởi vì mối quan hệ của ông ta với Khổng Huy và Khổng Gia thân thiết hơn, quan trọng hơn là ông ta nắm chắc chi nhánh thành phố Liễu trong tay mình, còn đổi tên thành mỹ phẩm thành phố Liễu. Ông ta đã hung hăng chế nhạo Chu Dương trước mặt rất nhiều người. Phải biết rằng, bất kể là ở Đông Hải hay ở Tỉnh Tương Tây, Chu Dương cũng tồn tại như một vị thần, không ít người bị thua thiệt cũng không dám nổi giận, mà ông ta gần như là người đầu tiên chiếm được lợi ích từ trong tay Chu Dương, mà Chu Dương lại không hề phản kích chuyện này đối với vương vĩ mà nói chính là có được vinh quang nở mày nở mặt ha ha tốt lắm xem ra tên chu dương đó cũng chỉ có vậy giang phong tôi thật sự không biết rốt cuộc giang gia các anh thế nào lại bị tên chu dương này làm ra bộ dạng như vậy thiếu chút nữa đã trở thành trò cười cho cả tỉnh tương tây khổng huy cười lớn liếc nhìn giang phong rồi nhếch môi châm chọc đứng bật dậy ở trước mặt giang phong khổng huy căn bản không lo lắng khi nói xấu giang gia bởi vì hắn biết một vài chuyện giữa Giang Phong và Giang Gia, nhất là chuyện liên quan tới thân phận của Giang Phong. Được, nếu Chu Dương đã nhận thua, vậy thì Vương Vi Anh hãy kinh doanh mỹ phẩm thành phố Liễu cho tốt vào, tôi tin rằng với kinh nghiệm dày dặn của anh, cộng thêm những cộng sự trước kia từng làm việc cho Chu Dương thì mỹ phẩm thành phố Liễu nhất định ngày càng lớn mạnh. Khổng Huy cười nói, đôi tay từ từ đưa ra sau, hai người đẹp lãng lơ vừa nãy lại một lần nữa ngã vào lồng ngực hắn. Ngay lập tức, trong phòng VIP vang lên âm thanh cười cợt vui vẻ của các cô gái. Mà lúc này, mấy người Vương Vĩ không hay biết, trên mạng internet đã xảy ra một chuyện không hề nhỏ. Mạng xã hội Weibo. Trên trang Weibo là nơi có nhiều minh tinh, các nhân vật quan trọng thậm chí là cả chính phủ cũng thông qua mạng xã hội này để tuyên truyền một vài hoạt động. Mà vài phút trước, nhóm nhạc Rocket Girl đã đăng một bài viết trên Weibo. Rocket Girl hủy bỏ tất cả hợp tác với chi nhánh thành phố Liễu chi nhánh thành phố Liễu không được lợi dụng Rocket Girl để đưa ra bất kỳ hình thức tuyên truyền nào. Chỉ vòn vẹn có mấy chục chữ nhưng đã tiết lộ rất nhiều tin tức. Với số lượng fan hâm mộ đông đảo cùng sự nổi tiếng toàn quốc của Rocket Girl, bài viết trên Weibo này vừa đăng lên chưa được một phút, cho dù mới mấy giây, thậm chí chỉ vừa đăng lên, đều sẽ có vô số người chú ý đến, bởi rất nhiều người thường một mực chăm chú chờ đợi thần tượng Rocket Girl đăng Weibo. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Ai đắc tội với Rocket Girl của chúng tôi thế? Ồ, cái chi nhánh thành phố Liễu này nghe quen tai quá, hình như từng nghe ở đâu đó. trí nhớ của bạn bình luận phía trên kém qua đấy, một tuần trước. Không phải ba cô gái của chúng ta đã đến biểu diễn ở thành phố Liễu sao? Phen hâm một thiếu chút nữa đã chặn đứng cả đoạn đường dành cho người đi bộ ở đó. Đúng vậy, đó hình như là chi nhánh của công ty danh dương, đây là thế nào? Chẳng lẽ đã phát sinh mâu thuẫn gì rồi? Tôi mới vừa đi xem rồi, chi nhánh thành phố Liễu Hình như đã đổi người, tên cửa hàng cũng đã đổi thành Mỹ phẩm thành phố Liễu. Chậc chậc, kỳ lạ thật, nhưng nếu ba cô gái đã tỏ thái độ, vậy thì tất nhiên chúng tôi sẽ ủng hộ, sau này không đến chi nhánh thành phố Liễu mua đồ nữa. Đúng đúng, không sai, tôi sẽ đi kêu gọi trong nhóm fan hâm mộ, bảo những người ở thành phố Liễu đừng mua mỹ phẩm ở cửa hàng đó, cho dù là đã mua thì cũng đem đi trả lại. Đội quân Rocket ra trận. Đánh tan không còn một ngọn cỏ. Chỉ một phút ngắn ngủi, bài đăng của Rocket Girl trên Weibo đã nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Mà chi nhánh thành phố Liễu và mỹ phẩm thành phố Liễu cũng trở thành hai cái tên được nhiều người tìm kiếm trên mạng. Tuy nhiên trái ngược với sự ủng hộ của cư dân mạng đối với Rocket Girl thì mỹ phẩm thành phố Liễu lại nhận lại rất nhiều lời chửi rủa. Thậm chí, cư dân mạng ở thành phố Liễu còn tự thành lập một đội nhóm kêu gọi mọi người không đi mua mỹ phẩm ở cửa hàng mỹ phẩm thành phố Liễu. Khách sạn Khải Nguyên ở Trường Sa. Chu Dương, đây là cách anh phản đòn sao? Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và vài người khác cùng đến phòng của Chu Dương, sau khi mở điện thoại nhìn thấy bài đăng của Rocket Girl trên Weibo thì cười ha ha hỏi. Thế nào, có vấn đề gì không? Chu Dương cau mày, không hiểu nổi câu hỏi của Thẩm Bích Quân. Chẳng lẽ bài viết trên Weibo này của Rocket Girl có vấn đề gì sao? hình như cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng là mỹ phẩm thành phố Liễu bị ăn chửi, cứ coi như có không ít người mắng chửi cả chi nhánh thành phố Liễu, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến Chu Dương và công ty danh Dương. Suy cho cùng, cửa hàng này bây giờ cũng là của Vương Vĩ. Không phải có vấn đề gì, chỉ là anh cảm thấy làm như vậy thì có thể khiến Vương Vĩ bị trừng phạt sao? Thẩm Bích Quân lắc đầu trong lòng vẫn còn chút hoài nghi. Chương 556, gây rối một. Cô không cho rằng Rocket Girl đăng một bài đơn giản trên Weibo lại có thể khiến việc kinh doanh của Mỹ phẩm Thành phố Liễu gặp khó khăn. Dù sao thì, ngoại trừ vài fan hâm mộ trẻ tuổi, vẫn có không ít người dân địa phương đến Mỹ phẩm Thành phố Liễu mua sắm. Chỉ cần đám người Vương Vĩ không gây ra chuyện khiến người người oán trách, Mỹ phẩm Thành phố Liễu sẽ không có vấn đề gì lớn. Vốn dĩ Thẩm Bích Quân tưởng rằng Chu Dương sẽ có cách làm gì khác, nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy chuyện này khiến cô hơi thất vọng thẩm bích quân không ngừng quan sát chu dương như thể muốn xem có phải chu dương còn đang che giấu điều gì hay không thế nhưng vẻ mặt chu dương không hề thay đổi thẩm bích quân chẳng thể nhìn ra điều gì không riêng gì thẩm bích quân mấy người tạ linh ngọc vương đại lục chu hảo cũng nhìn chu dương với vẻ mặt khó hiểu suy cho cùng bọn họ đều biết rõ chuyện giữa chu dương và vương vĩ trong lòng tất nhiên sẽ tức giận dù gì bọn họ cũng coi như được nhận vào công ty danh dương chịu ơn chu dương ngoài việc có được lợi ích khổng lồ ở Đông Hải, họ còn có thể cùng Chu Dương đến tương Tây mở rộng thị trường. Nhưng Vương Vĩ lúc này lại tự cho rằng mình đã bám được cành cao, lựa chọn phản bội. Đây là điều bọn họ không thể chấp nhận được, cũng không có cách nào tha thứ. Vì vậy, ngoài việc đẩy nhanh việc thành lập chi nhánh, họ còn liên hệ với công ty bên Đông Hải để chuẩn bị hủy bỏ mọi hợp tác với công ty của Vương Vĩ. Chuyện bồi thường do vi phạm hợp đồng trong mắt họ chẳng là gì cả ha ha, đừng vội, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Chu Dương bình thản cười, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Đám người thẩm bích quân có vẻ vẫn mơ hồ, nhưng nghe Chu Dương nói vậy cũng hiểu lo lắng là vô ích, trước mắt chỉ có thể đợi. Bài viết của Rocket Girl trên Weibo được rất nhiều người tìm kiếm, gây ra một trận sóng gió lớn trên mạng. Rất nhiều người vốn dĩ không biết đến chi nhánh thành phố Liễu hay mỹ phẩm thành phố Liễu, cũng ảo ạt đi tìm thông tin, qua lời kể của người khác tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Trong một tuần nay, sản phẩm của công ty Danh Dương và sản phẩm của Mỹ Phẩm Mỹ Thần thuộc Trương Gia đều đã thu hồi lại. Các kệ hàng lúc trước trống rỗng, bây giờ bày bán Perlite. Mà Perlite lại là sản phẩm vô cùng nổi tiếng trong nước, có thể nói, so với hai dòng sản phẩm của công ty Danh Dương cũng không quá tranh lệch. Vậy nên một tuần này, việc kinh doanh của Mỹ Phẩm thành phố Liễu rất tốt, cộng thêm kế hoạch khuyến mãi do Vương Vĩ thực hiện, Mỗi ngày lượng khách trong cửa hàng đều đếm không xuể. Tuy nhiên, ngày hôm nay, nhân viên của mỹ phẩm thành phố Liễu phát hiện có vài điều bất thường. Vương Vĩ vừa rời khỏi cửa hàng, sáu ông chủ còn lại đều ở phòng làm việc trên tầng 2. Dựa theo tình huống thường ngày, cuối buổi sáng là thời gian trong cửa hàng đông khách nhất. Nhưng bây giờ, lại chỉ lác đác vài bóng người, hơn nữa đều là phụ nữ khá lớn tuổi, chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ cô gái trẻ tuổi nào. Có chuyện gì thế nhỉ? Hôm nay là chủ nhật không phải ngày làm việc mà, mọi người ở nhà ngủ hết rồi sao? Ai mà biết được, dù sao chúng ta cũng chờ thêm đi, nói không chừng sắp có khách tới rồi. Phải đó, dù sao danh tiếng của Pearl cũng không phải không có thực, hôm qua tôi đã mua mấy chai sữa rửa mặt rồi, khuyến mãi lần này thật tuyệt. Một vài nhân viên tụ lại một chỗ, nhỏ giọng bàn luận, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bên ngoài cửa hàng. Thế nhưng, một tiếng rồi lại hai tiếng đồng hồ trôi qua, Đến tận 2 giờ chiều, bọn họ đã phải thay ca mà khách đến cửa hàng cũng chẳng được mấy người. Chuyện gì vậy nhỉ, kỳ lạ quá đi mất. Không biết nữa, cho đến bây giờ vẫn không có bao nhiêu khách, chẳng lẽ họ đang ngủ? Đã là buổi chiều rồi mà. Nhân viên cửa hàng đều kinh ngạc, có vài người còn đến cửa nhìn xung quanh thử xem. Điều khiến họ thất vọng là phố đi bộ bên ngoài có không ít người nhưng hầu như chẳng có ai đến cửa hàng mỹ phẩm thành phố Liễu của bọn họ. Thậm chí có vài người ban đầu định đi hướng này nhưng đi được một nửa lại quay đầu đi qua chỗ khác. Thật kỳ lạ, hình như mọi người đều không đến đây. Nhân viên không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thì thầm to nhỏ rồi nhanh chóng quay lại cửa hàng. Từng giây từng phút trôi qua, hai rưỡi chiều, khi đám nhân viên đang ngủ gà ngủ gật, một người đột nhiên hô lên. Mọi người mau qua xem này, bên ngoài xuất hiện rất nhiều người. Ơ, thật à, hình như bọn họ đang đi về phía chúng ta. He he tôi đã nói rồi mà ban ngày bọn họ còn ngủ bây giờ ngủ đủ rồi mới ra ngoài mua sắm mọi người nhanh chóng chuẩn bị hôm nay nhất định sẽ thu được lợi nhuận lớn nhân viên thấy đoàn người bên ngoài đột nhiên rất phấn khích tình huống như vậy trước đây họ không phải chưa từng chứng kiến sau khi perlai được sắp xếp ổn định hoạt động khuyến mãi được tiến hành theo lệnh vương tổng thì chuyện như vậy cũng từng xảy ra mà lần này trong mắt những nhân viên cửa hàng chẳng qua chỉ đang tái hiện khung cảnh lúc trước đối với cục diện này bọn họ đã có kinh nghiệm rất dễ nắm bắt ha ha chào mừng quý khách trong cửa hàng chúng tôi chỉ là khi mấy nhân viên đi ra cửa chuẩn bị chào đón những vị khách bước vào cửa hàng lại bất ngờ bị cắt ngang chào mừng cái gì mấy người là cửa hàng mỹ phẩm chó má gì vậy rocket girl của chúng tôi không đồng ý cho mấy người dùng hình ảnh của họ để quảng cáo Mau gỡ bỏ mấy tấm hình này xuống. Đúng vậy, lãng phí cảm tình của ba cô gái Rocket Girl, dám làm ra chuyện như vậy, chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Hừ, đội quân Rocket ra trận, đánh tan không còn một ngọn cỏ, mọi người đứng trước cửa hàng đi, chặn cửa lại, không được để cho cửa hàng đen tối này tồn tại. Một đám người đang xông vào cửa hàng bất ngờ dừng lại trước cửa, vài người cầm đầu hét to, mà mấy người phía sau cũng đồng thanh hô theo. Thậm chí còn có vài người lao vào cửa hàng gỡ hết mấy bức hình quảng cáo cỡ lớn của rocket gơ dán ngay ở cửa đám nhân viên chưa từng thấy cảnh này ai cũng sợ hãi không dám lên tiếng liên tục lùi lại phía sau hoảng sợ nhìn đám người ngoài cửa chỉ sợ bọn họ sẽ xông vào làm chuyện gì đó mau mau đi báo cho ông chủ lúc này quản lý cửa hàng kìm nén sự sợ hãi trong lòng nói với một cô gái sau lưng ông chủ không ổn rồi cô gái nhỏ gương mặt tái nhợt cô chỉ vừa mới được giới thiệu đến cửa hàng này làm việc, ngày đầu tiên đi làm giã gặp phải chuyện này, cô chẳng có chuẩn bị gì cả, sợ đến mềm nhún cả chân. Có chuyện gì, sao lại hốt hoảng như vậy? Lúc này, phòng làm việc trên tầng 2 chỉ có một mình Đinh Tuấn Phong, những người khác đã đi về từ sớm. Dù sao thì mỹ phẩm thành phố Liễu bây giờ đã ổn định, mọi mặt đều phát triển khá tốt, mà bên phía Chu Dương cũng không có hành động gì, cho nên mọi người đều yên tâm hơn. Chương 557, gây rối hai. Đinh Tuấn Phong nhìn thấy cô nhân viên hấp tấp xông vào, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Những nhân viên này chút lễ nghi cơ bản cũng không có, làm gì có chuyện lỗ mãng xông vào văn phòng ông chủ như vậy. Nhưng Đinh Tuấn Phong biết uy danh của mình không cao bằng Vương Vĩ, hơn nữa hắn cũng là một người có giá tâm, vẫn cần xây dựng hình tượng hiền lành trước mặt nhân viên. Cho nên hắn rất giỏi che giấu thái độ của mình, cười híp mắt nhìn cô nhân viên. Nói đi có chuyện gì xảy ra vậy? Ông chủ, bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, bọn họ xé mất bức ảnh tuyên truyền của Rocket Girl rồi, còn chặn ở cửa ra vào, không chịu đi cũng không cho người khác vào. Cô nhân viên sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói. Rất nhiều người cái gì? Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Đinh Tuấn Phong thay đổi, trầm giọng nói, lập tức đứng lên đi đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống dưới. Ngay lập tức, thân thể Đinh Tuấn Phong cứng đờ, sắc mặt u ám một đám người đông nghịt vây lấy cửa hàng, những người này chặn ở cửa không đi vào cũng không rời đi, gần như đã chặn hết cửa lớn của mỹ phẩm thành phố Liễu, khiến những người bên ngoài muốn vào mua đồ cũng không vào được. Láo xược những người này là ai? Đinh Tuấn Phong giận dữ quay người đi đến đại sảnh tầng 1. Cô nhân viên đó cũng cất bước đi theo sau Đinh Tuấn Phong. Mấy người là ai? Tại sao lại chặn ở cửa mỹ phẩm thành phố Liễu chúng tôi? Đinh Tuấn Phong đến đại sảnh, nhìn thấy cửa hàng bị chặn đứng thì cảm thấy vô cùng bực tức, suýt nữa không thở được. Mỹ phẩm thành phố Liễu cũng đã khai trương một tuần, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng thế này. Ông chủ, Đinh Tổng, mấy nhân viên nhìn thấy Đinh Tuấn Phong xuất hiện giống như tìm được người đáng tin cậy, vội vàng chạy đến nghênh đón, sắc mặt ai cũng tái nhợt. Anh là ai? Chúng tôi cứ ở đây, anh quản được à? Có người không phục hỏi ngược lại. Hừ, tôi là ông chủ ở đây, các anh chặn cửa hàng tôi, lẽ nào còn hùng hồn như vậy? Mau chóng rời khỏi đây đi, không thì đừng trách tôi không khách sáo. Đinh Tuấn Phong hùng hổ nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người. Nếu là trước đây, người bình thường bị hắn nhìn như vậy đều sẽ lùi bước. Nhưng lần này, những người này không chỉ không lùi bước, ngược lại ai cũng quay ra nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Lần này, Đinh Tuấn Phong kinh ngạc không kịp trở tay. Hắn không ngờ rằng khi bản thân nói ra thân phận, những người này đều không hề sợ hãi, ngược lại còn giống như nhìn thấy con mồi, mắt ai cũng sáng rực lên nhìn chầm chầm vào hắn. Ánh mắt này khiến Đinh Tuấn Phong cảm thấy hoảng hốt. Ông chủ, anh chính là ông chủ ở đây à? Các anh em, tìm được ông chủ rồi, chính là hắn, đồ ăn cây táo rào cây sung, mọi người đánh hắn đi. Hay lắm, thì ra chính là nói anh, một tên lòng lang dạ sói, xử hắn đi. Ôi trời, các anh dừng tay, tôi báo cảnh sát rồi. Mấy người cầm đầu nghe thấy Đinh Tuấn Phong nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, lớn tiếng hô vài câu rồi dẫn đầu sông lên, vung nắm đấm về phía Đinh Tuấn Phong, những người khác cũng nháo nhào đi theo. Trong chớp mắt, mỹ phẩm thành phố Liễu rơi vào tình trạng hỗn loạn, thỉnh thoảng có vài câu chửi rủa, kèm theo tiếng kêu la thảm thiết và rên rỉ của Đinh Tuấn Phong. Mau đi gọi Vương tổng. Đinh Tuấn Phong ôm đầu, vẻ mặt chật vật, lớn tiếng ra lệnh với nhân viên cửa hàng nhưng ngay sau đó hắn lại bị đám người vây lại. Câu lạc bộ tư nhân đệ nhất thiên đường. Mấy người vương vĩ, Khổng Huy và Giang Phong đang vui chơi hưởng thụ trong phòng vip. Lúc này vương vĩ đang trái ôm phải ấp, mặt tràn đầy sự vui vẻ, giống như một đóa hoa cúc đang nở rộ. Tinh tinh tinh. Ngay lúc này, điện thoại của vương vĩ đột nhiên reo lên. Khẽ đẩy ra hai người phụ nữ trong long ra ngoài, vương vĩ tỏ vẻ khó chịu nghe điện thoại. Alo, ai vậy? vương tổng không hay rồi cửa hàng bị người ta chặn đinh tổng cũng bị người ta đánh anh mau đến xem đi vừa mở máy một âm thanh hốt hoảng truyền tới sắc mặt vương vĩ cũng bỗng chốc trở nên u ám xảy ra chuyện gì vậy tôi quay lại ngay bây giờ trong lòng vương vĩ căng thẳng ý thức được có thể đã xảy ra chuyện liền trầm giọng nói mà bộ dạng này của ông ta dĩ nhiên cũng rơi vào tầm mắt của khổng huy và giang phong xảy ra chuyện gì vậy khổng huy thản nhiên nói ánh mắt không chút biểu cảm nhìn vương vĩ vừa nãy khổng huy đã nhìn thấy sự thay đổi sắc mặt của vương vĩ nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì ông ta không biết nhưng không biết không có nghĩa là không đoán được vào lúc này chuyện có thể khiến vương vĩ biến đổi sắc mặt như vậy ngoài mỹ phẩm thành phố liễu xảy ra chuyện thì còn có chuyện gì khác không thiếu ra bên cửa hàng có vài vấn đề nhưng không lớn lắm tôi lập tức đi giải quyết nghe giọng nói bất mãn của khổng huy trong lòng vương vĩ lập tức trở nên căng thẳng, mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy đầm đìa, vội vàng cẩn thận đưa tay đảm bảo. Tuy nhân viên cửa hàng nói trong điện thoại là rất nghiêm trọng, nhưng dù sao vương vĩ cũng không tận mắt nhìn thấy, dĩ nhiên không biết được mức độ nặng nhẹ của sự việc. Lúc này, ông ta không thể nói với khổng huy tình huống cụ thể. Nhớ đâu đó chỉ là một chút xung đột nhỏ, ông ta lại nói là chuyện rất nghiêm trọng thì không phải tự rước phiền phức cho mình sao. Nếu chuyện nghiêm trọng, mà ông ta nói là nhỏ cũng là đang lừa gạt khổng huy nhưng điều này chỉ sợ đều không phải điều khổng huy muốn thấy ừ vương vĩ anh cũng biết là hợp tác với anh tôi phải chịu không ít áp lực trong gia tộc nếu làm không tốt tôi cũng rất khó sống anh đi đi khổng huy bình thản nói xua tay không hề để ý tới vương vĩ vương vĩ sau khi tạm biệt cũng vội vàng quay về cửa hàng mỹ phẩm thành phố liễu chỉ là khi ông ta vừa tới cửa hàng đã lập tức chết lặng Cửa hàng của mỹ phẩm thành phố Liễu có một đám người vây quanh, những người này không đi vào cũng không ra ngoài, hình như là cố ý chặn ở cửa. Số người này nhìn qua ít nhất cũng phải hơn trăm người. Trong lòng dối bời, Vương Vĩ biết chuyện này khá phiền phức. Không được, một mình đi vào nhất định sẽ xảy ra chuyện, phải tìm người đến. Trong lòng thầm nghĩ, Vương Vĩ vội vàng gọi một cuộc điện thoại đến cục cảnh sát gần nhất. Trước đây lúc cửa hàng khai trương, vì phòng chuyện phát sinh ngoài ý muốn, cửa hàng đã từng hợp tác với cục cảnh sát này một lần, cũng coi như là vui vẻ, mà Vương Vĩ cũng lưu lại cách liên lạc với đối phương. Sau khi nói đơn giản tình hình cửa hàng để đối phương dẫn người đến xử lý, Vương Vĩ cũng kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng mấy chốc, đã có một đội cảnh sát chạy tới. Vương Vĩ vội vàng đón tiếp, dẫn họ đến cửa hàng. Mấy người làm gì vậy? Dừng tay. Sau khi hét lớn thu hút sự chú ý của mọi người, sắc mặt vương vĩ lạnh lùng với tỏ vẻ ra oai. Trở thành tổng giám đốc một công ty đã được một thời gian dài, dĩ nhiên vương vĩ mang trên mình khí thế của cấp trên. Mà khí thế này vào thời điểm trước mắt, có thể phát huy tác dụng rất quan trọng. Ít nhất âm thanh vang dội này trước mắt đã thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người. Thoáng chốc, hơn 100 người đồng loạt nhìn về phía ông ta. chương 558, là cậu ta. Lúc đám người này nhìn thấy Vương Vĩ và mấy cảnh sát sau lưng ông ta liền trở nên cảnh giác. "Ôi, Vương tổng, ông quay lại rồi, đám người này gây sự, còn đánh tôi bị thương, nhất định không thể tha cho chúng." Đúng lúc này, Đinh Tuấn Phong bị bao vây gào thét lao ra ngoài cửa hàng, ôm khuôn mặt sưng phù chạy đến chỗ Vương Vĩ, căm phẫn nói. Lúc này, cả người Đinh Tuấn Phong không chỗ nào lành lặn. Không chỉ quần áo bị rách, tóc cũng rối tinh rối mù khuôn mặt hắn sưng tấy lên, còn có thể nhìn thấy vài vết máu. Hừ, nhìn thấy bộ dạng của Đinh Tuấn Phong, không riêng gì Vương Vĩ mà ngay cả mấy cảnh sát cũng cảm thấy bàng hoàng. Đám người này quá điên cuồng rồi, đánh Đinh Tuấn Phong thành ra như vậy. Phải biết rằng, nếu là ẩu đả bình thường cũng không xảy ra tình trạng bi thảm đến thế. Mà bộ dạng Đinh Tuấn Phong bây giờ giống như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ bị hành hạ, vô cùng thảm hại. Xảy ra chuyện gì? sao đám người này lại vô duyên vô cớ đến đây gây sự vương vĩ nhìn đinh tuấn phong khối thịt trên khuôn mặt béo ụ khẽ rung lên trầm giọng hỏi tôi cũng không biết nữa bọn họ đột nhiên xuất hiện vương tổng anh nói xem có khi nào là đinh tuấn phong cũng rất buồn bực đến tận bây giờ hắn vẫn mơ hồ không rõ đã xảy ra chuyện gì mà bản thân còn không hiểu vì sao lại bị người khác đánh thành như vậy bây giờ thoát ra ngoài rồi hắn mới nghĩ kỹ lại nếu như nói Ai sẽ kiếm chuyện vào thời điểm này thì chỉ có thể là Chu Dương. Thế nhưng, Đinh Tuấn Phong còn chưa kịp nói ra, đã bị Vương Vĩ xua tay chặn lại. "Được rồi, tôi biết rồi, để các đồng chí cảnh sát giải tán đám người này trước đã." Vương Vĩ lạnh lùng nói, sau đó nói rõ tình hình với cảnh sát. Mà hơn 100 người khi nhìn thấy cảnh sát đến, cũng cảm thấy sợ hãi, nhìn ngó xung quanh nhưng không dám lớn tiếng hô hoán. "Các người gây sự gì ở đây?" Ai bảo các người đến? Nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không chúng tôi sẽ tuân theo pháp luật bắt giữ các người." Mấy người cảnh sát lớn tiếng nói, không ngừng áp sát hơn 100 người này. Dù sao cảnh tượng vừa nãy họ cũng đã thấy rõ ràng. Hơn 100 người này đúng là đang chặn trước cửa hàng mỹ phẩm thành phố Liễu, còn đánh đinh Tuấn Phong bị thương. Nhưng bởi vì không rõ tình huống cụ thể, mà Vương Vĩ vừa nói với họ đây đều là hiểu lầm. Bởi vậy, dân không truy cứu, quan không điều tra, bọn họ cũng không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế, chỉ có thể giải tán hơn 100 người này, không để bọn họ gây rối ở đây. Dẫu sao, chỗ này là phố đi bộ sầm uất nhất của thành phố Liễu, người qua lại tấp nập, nhiều tai mắt, lại còn có không ít người dùng điện thoại chụp hình, nếu phát tán trên mạng mà dẫn tới chấn động, sẽ rất khó giải quyết. Thấy cảnh sát tới, hơn 100 người lập tức tản ra bốn phía. Dù sao bọn họ tới đây là để ủng hộ Rocket Girl, chứ không phải thực sự muốn gây chuyện, lại càng không muốn bị bắt vào đồn cảnh sát. Chưa đến 5 phút, đám người này đã giải tán hết. Cửa trước của Mỹ phẩm thành phố Liễu liền thoáng đãng hẳn. Nhân viên trong cửa hàng lúc này đã bị dọa sợ tới mức không nói lên lời, vừa thấy đám người này tản ra, cũng khóc nấc lên. Quả thực, tình hình ban nãy thực sự quá đáng sợ đối với bọn họ. Nhất là Đinh Tuấn Phong còn bị mấy người đó hành hung, bất cần một chút rất dễ xảy ra tai nạn. Được rồi, khóc lóc cái gì, chỉnh đốn lại rồi quay về làm việc đi. Vương Vĩ bước vào cửa hàng, lạnh lùng quát, đi thẳng lên phòng làm việc trên tầng 2. Có chuyện gì vậy, tôi mới rời đi một lúc, đã xảy ra chuyện, anh làm việc thế à? Vừa đến phòng làm việc, Vương Vĩ đã bộc phát cơn giận trong lòng, chỉ vào chán Ninh Tuấn Phong mắng chửi. Ông ta vất vả lắm mới hợp tác thành công với Khổng Huy, hôm nay đi báo cáo kết quả. Nếu thuận lợi, khổng huy sẽ tăng cường hợp tác với ông ta nói cách khác khổng huy sẽ càng thêm nâng đỡ hỗ trợ để ông ta có thể phát triển nhanh chóng ở thành phố liễu thậm chí cả tỉnh tương tây đặc biệt hơn hôm nay thiếu gia nhà giang gia cũng có mặt đây chính là cơ hội để ông ta có thể tiếp xúc với giang gia nhưng mấy chuyện này bị phá hỏng cả rồi vương vĩ lúc này bừng bừng lửa giận không có chỗ phát tiết nhìn thấy bộ dạng thảm hại của đinh tuấn phong đương nhiên càng khó chịu đường đường là một cổ đông cũng coi như là ông chủ của cửa hàng lại bị người ngoài vây đánh, chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của mỹ phẩm thành phố Liễu bọn họ đều sẽ mất sạch. Vương tổng, chuyện này tôi cũng không biết, mọi việc xảy ra quá đột ngột. Lúc này Đinh Tuấn Phong buồn bực muốn chết. Bản thân bị đánh một trận đã đành, giờ còn phải chịu đựng cơn giận của Vương Vĩ. Mà chính hắn cũng không biết rõ nguyên nhân. Quả thực là sầu não. Vương tổng, một tuần nay không có chuyện gì bất thường đúng vào hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, nhất định là Chu Dương dở trò, hắn thấy chuyện buôn bán của chúng ta tốt nên muốn phá hoại. Vào giờ phút này Đinh Tuấn Phong chỉ có thể nghĩ là Chu Dương dở trò. Bằng không một kẻ nhỏ bé như Đinh Tuấn Phong ở Tương Tây, ở thành phố Liễu không hề đắc tội với ai, sẽ không có ai đến báo thù cả. Nếu là Chu Dương thì sẽ có đủ động cơ ra tay. Như vậy xem ra, mục tiêu của những người này không phải là Đinh Tuấn Phong mà là cả Mỹ phẩm thành phố Liễu. Chu Dương, không thể nào, một tuần liền cậu ta không có hành động gì, không thể vào lúc này mới xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa, dựa theo tính cách của Chu Dương, nếu cậu ta muốn báo thù, sẽ không chỉ hoãn lâu như vậy. Vương Vĩ đi đi lại lại trong phòng, không ngừng suy nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Vương Tổng, Đinh Tổng, mau qua đây xem. Đúng lúc này, cô nhân viên ban nãy đến nhắc nhở Đinh Tuấn Phong thở dốc chạy đến, cầm theo điện thoại vội vã nói. Chuyện gì, suy nghĩ của vương vĩ bị cắt ngang rất khó chịu khi thấy là một nhân viên bình thường đang hốt hoảng ông ta liền cau chặt mày vương tổng đám người vừa nãy nhìn thấy cái này mới đến đây chúng ta phải làm sao đây tuy nhiên cô nhân viên không chú ý đến biểu cảm sắc mặt của vương vĩ chỉ muốn nhanh chóng đưa điện thoại cho ông ta ông xem đi đinh tuấn phong bước đến cầm lấy điện thoại nhìn thấy bài viết trên đó lập tức nheo mắt lại được tôi biết rồi cô đi xuống trước đi. Đinh Tuấn Phong trả lại điện thoại cho nhân viên trầm giọng nói. Anh Đinh, chuyện gì vậy? Vương Tổng, chuyện này hơi khó giải quyết, anh xem một chút đi. Sắc mặt Đinh Tuấn Phong tối sầm lại, đi tới bàn làm việc, mở máy tính rồi đăng nhập Weibo, tìm thấy bài đăng của Rocket Girl, sau đó bảo Vương Vĩ đến xem. chương 559, vừa mới bắt đầu. Lúc đầu Vương Vĩ còn hơi khó hiểu, không để ý lắm, nhưng khi ánh mắt ông ta nhìn vào màn hình máy tính, biểu cảm mới trở nên giống hệt Đinh Tuấn Phong. Cái này, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì vậy? Vương Vĩ thấp giọng giận dữ quát. Những bình luận của đội quân Rocket dày đặc trên Weibo Rocket Girl và từ khóa tìm kiếm nổi bật, không có chỗ nào không khiêu khích thần kinh của Vương Vĩ, khiến ông ta không thể bình tĩnh được. Hỗn sược, sao bọn họ lại dám làm vậy? Sau khi xem xong những thứ này, Vương Vĩ đấm một cái thật mạnh lên mặt bàn, vẻ mặt lạnh như băng. Ông ta không ngờ rằng Rocket Girl lại dám đăng một bài Weibo như vậy. Đây chắc chắn là đang phổi sạch quan hệ với cửa hàng của bọn họ. Với độ nổi tiếng và số lượng fan trong nước của Rocket Girl, sức ảnh hưởng tuyệt đối là điều vương vĩ không thể nào tưởng tượng nổi. Riêng chỉ lễ khai trương hôm đó Rocket Girl lên sân khấu biểu diễn, biển người xung quanh sân khấu thậm chí đã muốn lấp kín cả phố đi bộ rồi, sức ảnh hưởng của bài đăng trên Weibo lần này không thua gì một lần biểu diễn kia, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Dù sao thì thần tượng phẫn nộ cũng sẽ dẫn đến fan phẫn nộ theo, mà những fan này trải rộng toàn quốc, chỉ riêng thành phố Liễu thôi đã không biết có bao nhiêu rồi. Hơn 100 người trước đó đến gây sự chính là những fan hâm mộ này, cũng là thành viên của đội quân Rocket. Chu Dương Lúc này, dĩ nhiên Vương Vĩ hiểu, tất cả chuyện này đều là Chu Dương ở đằng sau giờ trò. Ngoài Chu Dương, không có ai có thể khiến Rocket Girl làm chuyện như vậy. Vương Tổng, vậy chúng ta phải làm sao? Nếu những người đó mỗi ngày đều đến gây sự một lần thì thật sự không thể làm ăn nổi nữa. Đinh Tuấn Phong lúc này cũng hơi tức giận, nhưng hắn không có bất kỳ cách nào để phản kháng. Dù sao thì độ nổi tiếng của Rocket Girl ở trong nước không phải là điều họ có thể chống lại. Hừ, fan của Rocket Girl chẳng qua cũng chỉ là số ít, vốn không thể phát sinh ảnh hưởng gì với chúng ta, Khách hàng của chúng ta, ngoài fan của bọn họ thì còn nhiều mà." Vương Vĩ lạnh lùng cười, ngay sau đó nhìn về phía Đinh Tuấn Phong, trầm giọng nói: "Ngày mai anh tìm mấy tên bảo vệ trông chừng ở cửa hàng, một khi có người đến gây sự, lập tức để bảo vệ bắt những người gây sự đến cục cảnh sát, tôi không tin những người này lại mạo hiểm chuyện vào cục cảnh sát để làm chuyện này. Còn nữa, liên hệ thêm mấy nhãn hiệu mỹ phẩm, cho bọn họ ưu đãi lớn nhất để nhập hàng vào cửa hàng." chúng ta còn phải tổ chức thêm mấy lần hoạt động bán hạ giá, nhất định phải hấp dẫn nhiều khách hàng đến hơn nữa. Đúng rồi, nếu Rocket Girl đã nói vậy thì chúng ta gỡ hết tất cả hình ảnh tuyên truyền của bọn họ, sau này tuyên truyền cũng sẽ không dùng danh hiệu của bọn họ nữa, nếu vậy tôi sẽ chờ xem đội quân Rocket của bọn họ có còn đến gây sự không. Vương Vĩ lạnh lùng nói, trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu Chu Dương đã trả thù, vậy thì ông ta sẽ phản kích mạnh mẽ, ông ta không tin rời khỏi Chu Dương, Rời khỏi công ty Danh Dương, ông ta sẽ là một kẻ vô tích sự. Trường Sa, khách sạn Khải Nguyên. Thẩm Bích Quân cầm lấy điện thoại liếc nhìn tin tức, đột nhiên hai mắt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thú vị, không ngờ fan của nhóm Tô Hiểu Manh đã tiếp sức, vậy mà lại chặn trước cửa Mỹ phẩm Thành phố Liễu, buồn cười chết mất. Thẩm Bích Quân đột nhiên cười lớn, lập tức thu hút ánh mắt của những người khác. Mọi người xem đi, tôi đã nói rồi mà. Chu Dương không thể nào đơn giản chỉ để Rocket Girl đăng một bài trên Weibo như vậy. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Thẩm Bích Quân lập tức đưa điện thoại để họ xem tin tức. Ha ha, đúng là tự tạo nghiệt không thể sống. Đúng vậy, nếu Vương Vĩ không phản bội, thì chi nhánh ở thành phố Liễu là chi nhánh thứ nhất, tài nguyên được chia sẻ nhất định sẽ vô cùng phong phú. Không ngờ sức ảnh hưởng của Rocket Girl lại lớn như vậy. Mấy người Vương Đại Lục liên tục cảm thán, đồng thời trong lòng cũng mừng thầm, chi nhánh thành phố Liễu khai trương sớm như vậy, thật sự đã mang đến cho bọn họ áp lực rất lớn. Dù sao thì ai cũng biết Chu Dương coi trọng dự án chi nhánh này thế nào, một khi ai đó đã xây dựng kế hoạch thành lập chi nhánh thứ nhất, nhất định sẽ được hưởng sự nâng đỡ và trợ giúp vô cùng lớn. Những cái khác không nói, riêng chỉ buổi lễ khai trương hôm đó, sự xuất hiện của Rocket Girl và cả người đại diện hình ảnh Giang Yến cũng đã thu hút rất nhiều bàn luận nóng hổi rồi. Nếu Vương Vĩ không phản bội, thì ông ta nhất định sẽ có được trợ giúp rất lớn. Bọn họ tin rằng với cách làm của Chu Dương, để chi nhánh thành phố Liễu trở thành cửa hàng lớn thứ hai trường xa chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Vương Vĩ đã phản bội Chu Dương, phản bội công ty danh Dương, vì vậy chi nhánh thành phố Liễu không tồn tại nữa. Nếu như vậy, cửa hàng thứ nhất trong dự án phát triển chi nhánh vẫn chưa xây dựng thành công, cho nên bất cứ ai trong số họ cũng có cơ hội để trở thành ông chủ của cửa hàng chi nhánh thứ nhất vậy dĩ nhiên họ cũng sẽ có được sự nâng đỡ vô cùng lớn. Mấy người vương đại lục, chu hạo nhìn nhau, đều thấy được sự cuồng nhiệt và ý chí chiến đấu trong đôi mắt đối phương. Bọn họ đã thầm hạ quyết tâm trong lòng, đợi sau khi trở về nhất định phải nhanh hơn một bước, xây dựng kế hoạch thành lập chi nhánh của bản thân mình. Nhưng fan hâm mộ làm vậy liệu có ảnh hưởng không tốt gì đối với nhóm manh manh không? Tạ Linh Ngọc khẽ hé đôi môi đỏ mọng hơi lo lắng nói. Tôi hiểu manh đối với cô, không đơn giản chỉ là một minh tinh, một thành viên nhóm nhạc thần tượng. Trong lòng tạ Linh Ngọc, Tô hiểu manh giống như em gái, tình cảm giữa hai người rất tốt. Cho nên nhìn thấy tin tức mới này, cô là người đầu tiên nghĩ tới chuyện sẽ có ảnh hưởng không tốt gì đối với nhóm Tô hiểu manh. Dù sao bọn họ cũng là minh tinh, là nhân vật của công chúng, mỗi một hành động lời nói đều phải làm tấm gương tốt, không thể phát sinh bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào đối với người khác. Tất cả những hành động fan làm này Thật sự hơi quá khích, nếu có người viết về chuyện này, nhất định sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn với Rocket Girl, thậm chí sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với danh tiếng của bọn họ. Không sao đâu, vẫn chưa có ai dám động vào bọn họ. Chu Dương lắc đầu bình thản nói, người khác không biết thế lực công ty của Rocket Girl, nhưng anh thì biết vô cùng rõ ràng, có người đó thì sẽ không ai mù mắt mà nhắm tới ba người Rocket Girl. Nhưng Linh Ngọc nói cũng đúng, chút nữa tôi sẽ đi nhắc nhở họ, bảo họ đăng bài giải thích. Tất cả mọi thứ chỉ mới bắt đầu, nếu Vương Vĩ tự tin bản thân có thể làm được như vậy, cảm thấy rời khỏi tôi, rời khỏi công ty danh Dương cũng có thể kinh doanh tốt cửa hàng thì tôi sẽ cho ông ta cơ hội." Chu Dương cười nói, nhưng nụ cười này rơi vào tầm mắt mấy người Vương Đại Lục, lại khiến bọn họ run sợ trong lòng. Thời khắc này, bọn họ đã quyết định nhất định phải thề chết đi theo Chu Dương, tuyệt đối không nảy sinh suy nghĩ khác. Còn về Vương Vĩ, kết quả nhất định sẽ không tốt đẹp gì chương 560, chỗ tốt. Cư dân mạng đều biết chuyện Rocket Girl đăng bài trên mạng xã hội Weibo, nằm trong top tìm kiếm từ khóa nổi bật. Mà đối việc với một bộ phận fan ở thành phố Liễu tự phát đi đến mỹ phẩm thành phố Liễu chặn cửa cũng lặng lẽ lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, những dư luận đổ thêm dầu vào lửa vừa mới nổi lên, đã rất nhanh được xóa đi, cũng khiến vài người phải kiêng rè. Ngay ngày hôm sau, Rocket Girl lại đăng thêm một bài Weibo nữa mà bài đăng Weibo này chính là một lời giải thích đối với bài đăng ngày hôm qua. Theo lời giải thích của Rocket Girl, bọn họ và mỹ phẩm thành phố Liễu vốn không có gì gọi là chuyện không vui. Chỉ là, lúc đầu họ đến thành phố Liễu biểu diễn là vì nể mặt một người bạn, nhưng bây giờ, người bạn đó vì vài nguyên nhân đã rời khỏi chi nhánh ở thành phố Liễu, mà họ lại muốn thể hiện bất bình vì người bạn đó nên mới đăng Weibo như vậy. Lần này, không giải thích còn đỡ. Một khi giải thích, lại lập tức gây ra một trận sóng gió lớn trên mạng. Vốn dĩ mọi người còn chẳng cảm thấy chi nhánh thành phố Liễu này, bây giờ đổi tên thành Mỹ phẩm thành phố Liễu không có gì lạ, nhưng khi nghe Rocket cơ nói như vậy, có vẻ tình cảnh bên trong có mờ ám. Trong chớp mắt, các kiểu suy đoán về Mỹ phẩm thành phố Liễu trên mạng dồn dập kéo đến. Khu làm việc tầng 2 ở Mỹ phẩm thành phố Liễu. Bụp, một âm thanh dầu dĩ, Vương Vĩ đấm mạnh lên mặt bàn. Nhìn những bình luận và suy đoán ở Weibo trên màn hình máy tính, sắc mặt u ám tới cực điểm. Ở bên cạnh ông ta, mấy người cộng sự Đinh Tuấn Phong, Thẩm Hải, Triệu Thành đều vây quanh, sắc mặt ai cũng rất khó coi. Hôm qua bị hơn 100 người vây chặn ở cửa lớn, đã khiến mỹ phẩm thành phố liếu của họ trở thành trò cười trên toàn phố đi bộ. Còn hôm nay, cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện khách hàng nào. Nguyên do trong đó, không cần nghĩ nhiều, họ cũng có thể đoán được một chút. Ngoài Weibo của Rocket Girl, khách hàng còn lo lắng đám người hôm qua lại vây quanh chặn cửa lớn lần nữa. Đến lúc đó, khách hàng cũng sẽ bị chặn ở trong cửa hàng. Nhóm Rocket Girl có mối quan hệ tốt với Chu Dương như vậy, trong lúc này họ lại đăng hai bài liên tiếp trên Weibo, nhất định là do Chu Dương ở đằng sau sai khiến. Sắc mặt Đinh Tuấn Phong trở nên dữ dằn, nhìn những bình luận trên màn hình máy tính mà hận đến nghiến răng. Chính vì những người này, cái tổ chức có tên đội quân Rocket, hôm qua tụ tập hơn 100 người vây chặn ở trước cửa hàng, còn tàn nhẫn đánh hắn một trận, bây giờ trên người hắn vẫn còn vết bầm tím từng mảng, không cẩn thận một chút là lại đau nhói. Đúng vậy, buổi lễ khai trương hôm đó chúng ta đã nhìn thấy, ba người rocket girl, đặc biệt là Tô Hiểu Manh, đi theo sau Chu Dương giống như một tình nhân nhỏ, nếu nói việc này không có chủ ý của Chu Dương thì tôi không tin. Thẩm Hải cũng trầm giọng nói ra. Bây giờ trong lòng hắn thật ra đã cảm thấy hơi hối hận nếu hắn đi theo Diệp Phượng, kiên quyết phản đối Vương Vĩ tách khỏi công ty danh dương, thì sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ. Rocket Girl là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng toàn quốc, hơn nữa công ty đằng sau họ ở trong nước cũng có thực lực vô cùng lớn, căn bản bọn họ không thể làm gì được. Mà bọn họ căn bản cũng không có cách nào đối phó với Rocket Girl. Ngăn chặn sự phát triển ư. Bọn họ chỉ là đối tác của một cửa hàng, cho dù tính cả sản nghiệp của riêng mỗi người ở Đông Hải cộng lại với nhau, cũng không thể nào ngăn chặn được sự phát triển sự nghiệp của Rocket Girl. Hơn nữa, bọn họ cũng không làm trong ngành giải trí, vốn không hề có sức ảnh hưởng gì trong ngành này. Hừ, yên tâm, không phải chỉ ba con danh thôi sao, bọn chúng dám nói như vậy thì cứ tùy bọn chúng nói là được, ngành giải trí trong nước không phải chỉ cần ba con danh đó nói là xong. Vương Vĩ lạnh lùng nói, ông ta đã nghĩ rằng nếu bọn họ không thể làm gì Rocket Girl thì ông ta sẽ đi tìm Khổng Huy. Khổng Huy chắc chắn quen biết nhiều người trong giới giải trí hơn, bất kể là đại minh tinh hay vài công ty lớn ở giới giải trí, đánh tiếng với họ chắc chắn sẽ nhẹ nhàng đi không ít. Huống hồ ở thủ đô, Khổng Huy cũng thân thuộc. Trước đó Khổng Huy mới từ thủ đô quay về, ở thủ đô có lẽ cũng quen biết được vài người rất có sức mạnh, có lẽ hắn sẽ có cách. Nhưng vừa nghĩ đến việc làm phiền Khổng Huy, bản thân nhất định sẽ phải trả giá, hơn nữa giá cả nhất định là không thấp, trong lòng vương vĩ đau như dỉ máu. Với tính cách của Khổng Huy, nhờ hắn làm việc, nhất định phải nhả ra cổ phần công ty trong tay mình. Tuy nhiên cũng may bây giờ cổ phần công ty trong tay Vương Vĩ rất nhiều. Sau khi đuổi Diệp Phương đi, lấy cổ phần trong tay cô, bây giờ cổ phần của mỹ phẩm thành phố Liễu trong tay Vương Vĩ đã chiếm hơn một nửa. Cho Khổng Huy một chút cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn với ông ta. Ngược lại, nói không chừng còn có thể làm mối quan hệ hợp tác giữa Vương Vĩ và Khổng Huy thêm sâu sắc gắn bó chặt chẽ hơn. Nghĩ tới đây, vương vĩ nhếch miệng cười, sắc mặt cũng không còn khó coi như ban đầu nữa. Nhưng giao chỗ cổ phần này ra, mục đích là để giúp mỹ phẩm thành phố liễu, vậy thì người nên bỏ cổ phần ra cũng không phải chỉ một mình ông ta. Sáu người cộng sự kia dĩ nhiên cũng phải trả giá. Tôi sẽ nhờ khổng thiếu ra giúp đỡ, tìm mấy minh tinh có sức mạnh quảng cáo cho chúng ta, nhưng nhờ cậy khổng thiếu ra cũng không thể không có thủ lao được. Vương Vĩ Bình thản nói, ánh mắt liếc nhìn mấy người kia. Nói đến đây, đám người Đinh Tuấn Phong còn không hiểu sao, Vương Vĩ muốn bản thân trả giá một ít. Suy cho cùng, Khổng Huy là do Vương Vĩ tìm đến, mà lợi lộc là mỹ phẩm thành phố Liễu có được, vậy thì dĩ nhiên không thể chỉ một mình Vương Vĩ phải trả giá. Yên tâm đi, Vương tổng, cần chúng tôi làm gì, anh cứ nói thẳng đi, có thể làm được chúng tôi nhất định sẽ làm. Đúng vậy, nói cần bao nhiêu tiền đi, mấy người chúng ta gom góp vào cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, một đại minh tinh đăng bài quảng cáo trên Weibo, cùng lắm cũng không đến 100.000 tệ, chúng ta mỗi người góp 100.000 tệ cũng đủ mời vài đại minh tinh làm quảng cáo rồi. Chấm. Sáu cộng sự vỗ ngực, hùng hồn nói, khi thế không thể chối từ, giống như bọn họ vô cùng trượng nghĩa. Ha ha, cũng không khoa trương như vậy, chỉ là cần mỗi người các anh bỏ ra một ít cổ phần công ty thôi, yêu cầu này không quá đáng chứ? Vương Vĩ mỉm cười, bình tĩnh nói, như thể ông ta vừa nói một chuyện vô cùng bình thường nhưng vừa dứt lời văn phòng trở nên lặng ngắt như tờ vô cùng yên tĩnh mấy người kia vừa mới hùng hồn cam đoan trong nháy mắt câm như hến không nói gì trợn mắt nhìn nhau rồi nhao nhao nhìn về phía vương vĩ ánh mắt hơi mơ hồ khó hiểu có phẫn nộ và không tình nguyện sao lại không nói gì nữa thế lẽ nào các anh không đồng ý hay là nói các anh cảm thấy tôi đang thèm muốn cổ phần của các anh Vương Vĩ thầm mắng chửi, ngoài miệng cũng không giữ chút thể diện nào, lạnh lùng quát, ánh mắt sắc bén quét một vòng dò xét mọi người, ghi hết vào lòng những thay đổi sắc mặt của các cộng sự. "Vương tổng, chỉ mời mấy đại minh tinh thôi, sao lại cần đến cổ phần chứ?" Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khết tập 35.